còng chết em nữa. Do tính chất công việc nó cũng sáng đi chiều mới về thì cũng không có thời gian. Tụi em thì lười lắm, cũng như chưa tìm được bạn nào thích hợp thì là cứ nằm nhảm chơi thôi. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Thôi, bây giờ mình giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Chào chị Cát Tường. Chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Võ Hữu Khương. Năm nay em 24 tuổi. Em đang là kỹ sư an toàn. Sư an toàn là sao? Dạ, là mình coi về các công tác an toàn ở trên công trường hoặc là nhà máy này kia chị. À, quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Tiền Giang. Em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em tên là Lê Thị Hồng Phượng. Hiện tại thì em 22 tuổi. Em quê ở Long An. Em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại công việc của em là em đang làm bên mảng chăm sóc khách hàng của nhà mạng Vinaphone ạ. À, vậy ha. Dạ. Chăm sóc khách hàng. Một bên là bảo vệ an toàn cho mọi người ha. Dạ. Cũng được. Một bên Tiền Giang, một bên Long An. Hợp lý quá. Hợp lý. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì em? Dạ, điểm mạnh của em thì em hòa đồng, dễ gần. Nói chung là mới gặp em có thể tiếp chuyện được với người đó. Và hơi khùng xíu, hơi lầy xíu. Khùng lầy là sao em? Tức là em khi mà em cảm thấy người đó hợp với mình rồi, hợp gu rồi là em lầy hết mức và khùng hết cỡ. Đang làm việc thì em đang nói chuyện khách hàng, có thể em nót máy lại, em hát một câu ngu ngơ nào đó. Em câu giờ khách hàng vậy đó hả? Em nót một xíu thôi, em hát chừng câu vài 4-5 chữ thôi. Còn, gì nữa không em? Nếu như còn điểm yếu thì em hơi nóng tính một xíu. Và khi mà em nóng tính rồi thì nói chung là bất cứ ai nói cái gì em cũng không có nghe hết. Bây giờ thí dụ anh là khách hàng nè, gọi tổng đài em nè. Alo. Dạ, số 6156 xin nghe ạ. Làm ăn gì kỳ cục vậy? Đứt mạng hoài vậy? Dạ, anh gặp tình trạng đứt mạng, anh chưa cầm mạng không được hay sao anh? Mạng wifi hay là 3G ạ? À? 3G wifi gì cũng bị đứt hết. Hiện tại anh vui lòng cho biết bật mạng lên trên cột sóng điện thoại có hiện lên chữ H cộng E 3G hay 4G gì không anh? 4G H cộng gì đứt hết, không hiện gì hết á. Giờ cô tính sao với tôi? Trường hợp này để em hướng dẫn anh reset. Không hướng dẫn cái chân á. Hát đi, hát đi. Bấm nút, bấm hát. Tôi này căng quá, không có bấm chị. Tôi tức cô rồi đó, tôi nói bực cô rồi đó. Vậy bây giờ em ghi nhận cho anh nha. Ghi nhận cái gì? Nếu như anh không đồng ý thì em xin phép được gác máy, em chào anh. Ê, trời ơi. Thường em có hay gác máy không? Có chị cục nào căng lắm nhưng mà hiếm ai, khó tính nhanh lên lắm. Còn cái vụ hát đi, em hát vài câu giả tỷ. Nhưng mà em hát dở lắm chị ơi. Kệ, nó kệ, khách hàng đâu nghe đâu, em coi như em gác em hát mình vậy đó. Hát anh mình kiện xỉu luôn, không bấm nút nữa chắc còng chết em nữa. anh đang sẵn sàng lắng nghe thôi nè. Để vài bữa có gì về em hát riêng cho anh nghe. Trời ơi, cô này cô duyên dễ sợ dễ thương khủng khiếp luôn á. Bạn trai nãy giờ im re vậy em? Dạ, nghe thấy sao em? Nghe nãy giờ ốc cục em nổi quá trời chị. Bây giờ tình trường đi. Em trải qua hai mối tình. Mối tình hồi cấp 3, chia tay được khoảng 1 năm. Cuối năm 3 em quen một bạn chung với trường của em. Thì bạn đó thì quê ở Bình Định, cũng dắt về nhà cho ba má ra, cho ba má coi mặt luôn. Mà ba má nói là trời ở Bình Định sao quá, ba má không cho quen. Em ơi, rồi vậy mốt em dắt anh về rồi lỡ cũng vậy rồi bỏ anh luôn hả? Không anh Tiền Giang là em kết rồi. Dễ thương gì mà sao mà ế được, không biết nữa à? Tại vì cái môi trường làm việc của em á chị thì thường là nam. Bạn nam cũng có, nữ cũng có, nhưng mà nam hầu như bạn trai của họ thì đẹp trai hơn họ nữa. Em sợ men lên các bạn lắm, cho nên khó kiếm bạn. Nói chung là có mấy anh IT lên trên đài nữa thì em cũng có ghẹo luôn thiệt. Ghẹo mà mấy ảnh không lắm là sửa máy cho em luôn. Rồi, nãy giờ bạn gái chia sẻ nhiều rồi đó, bây giờ bạn trai chia sẻ đi. Dạ thì từ trước giờ thì gọi là yêu chân thành thì em cũng có trải qua hai mối tình. Gần nhất thì lúc em học năm 2 đại học thì cũng quen gần 1 năm. Nhưng mà cái người em quen thì cũng cấp 3 thôi. Thì cũng con nít với nhau rồi nó chia tay. Do tính chất công việc nó cũng sáng đi chiều mới về thì cũng không có thời gian. Tụi em thì lười lắm, cũng như chưa tìm được bạn nào thích hợp thì là cứ nằm nhảm chơi thôi mà. Cho nên em mới tới giờ. Giờ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Thì em thích mấy bạn nữ là cao khoảng 1m6 đâu lên. Thích bạn nó có cá tính xíu như bạn kế bên. Về với em bị ăn hiếp nhiều lắm nhưng thì em thấy cũng ok rồi. Bạn gái em có công việc ổn định thôi. Mình nó ổn định rồi đó. Không à, nếu mà cắt máy khách hoài con chưa chắc ổn định thôi nha. Rồi bên kia. Anh ông ơi, em không cao được 1m6, 5m8, 5m9 gì à, không tới 1m6. Còn nhiều đâu. Trời, cũng có 2 phân thôi em, sao nữa.
Em thích bạn trai thì sao? Nói với ảnh nghe nè. Bạn trai có một nụ cười giống Ngô Kiến Huy. Không có giống Kiến Huy, Kiến Lửa được không? Bạn trai cao tầm khoảng 1m67 đến 75. Không mập, không ốm, tại em ốm rồi. Anh bên kia ơi, anh có biết nhậu không anh? Vẫn có em. Anh nhậu bia khoảng được bao nhiêu chai? Thì chừng nào người ta về thì anh về. Vậy được rồi, được rồi. Lâu lâu anh em mình buồn bài ra nhậu ha. Vui hả? Hồi nãy là anh quên nói là anh thích mỗi con gái là biết nhậu với anh. Mấy chai? Em thì nhậu rượu đế không? Không, em uống rượu đế em cũng không biết uống rượu nhiều, nhưng mà uống bia chắc em uống tầm khoảng từ 5 đến 6 chai tùy hứng nữa. Anh thật sự anh thấy cô gái này anh khoái dù cá tính đó nha. Coi mặt cái coi. Hello. Dạ, chào anh lên. Trời ơi, bây giờ anh tưởng tượng khác. Không nhận em lạ thiệt á. Lạ không anh? Lạ. Nó bậy em... cúp máy bây giờ. Em thấy cũng lạ. Đừng có gạt gác máy với anh nha. Dạ. Gác máy là phương án tốt nhất. Em có thích lãng mạn không vậy? Em cũng thích một tí, nhưng mà đừng lãng mạn quá. Em cũng thích đừng nói những từ ngôn tình. Em thấy sến lắm. Dù hôm đó là ngày lễ đặc biệt gì đó, rồi anh về sớm anh làm hết nhà giùm em, có gọi là lãng mạn không? Thì nó có gọi là sến không? Không, anh sến tức là nói những cái từ mà... Ví dụ như là anh yêu em, khi nào biển cạn thì anh hết yêu em. Đó, đúng rồi, đó là ngôn tình. Còn nếu như anh làm phụ việc nhà của em quá sướng rồi, em nằm không sướng thì chết luôn, cái gì đâu. Em không thích gì hả bạn trai? Bạn trai á? Ừ, hút thuốc anh. Anh không hút thuốc em ơi. Từ được rồi, được nhỏ rồi. Nhỏ tới lớn không hút thuốc. Không thích gì nữa không? Không thích bạn đó. Hay cằn nhằn em, hơi gia trưởng nữa. Nói chung là thường thì em có những cơn lười biếng bất chợt, thì đừng có dặn em là được rồi, từ từ em làm. Công nhận em hay thiệt nha, em có những thứ bất chợt hay thiệt. Nếu được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được nè? Được thì khoảng 6 tháng đến 1 năm chị. Còn nhỏ vậy lấy con lấy luôn hả? Tại vì còn nhỏ chụp hình cưới cho anh đẹp. Hay, ý này hay nè. Duyên lắm. Em chào chị. Nếu mà được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân? Thì em cũng đang dự tính là 6 tháng đến 1 năm. Tức là em nghĩ đẹp nhất là tháng 6 năm sau. Tại sao? Em cũng còn trẻ quá mà, lấy vợ chi sớm vậy em? Tại vì em suy nghĩ là mình an cư là mình lạc nghiệp chị. Là em muốn còn trẻ thì mình có gia đình sớm, thì mình mới có cái mục tiêu để mình phấn đấu cho tương lai. Có cái điểm gì em không thích ở người bạn gái không? Em không thích người bạn gái mà giấu giấu gì đó. Em thích một người là ngay thẳng thôi. Có cái tật xấu gì mình chưa chia sẻ không em? Dạ thì cái tật xấu của em thì mọi người nói là em hơi khó tính xíu. Trời ơi, mới chút xíu vậy mình khó tính. Dạ tại vì ví dụ như em khi mà làm việc gì á thì em đã nói là em phải làm liền. Nhưng mà nhiều khi cái quyết định của mình nó chưa đúng, mình phải đem ra mình bàn với những người thân mình chứ. Dạ đúng rồi, thì bởi vì em mới cần lập gia đình để có vợ hay bàn gì đó. Với vợ phải dạ không? Đúng rồi. Sau này lấy nhau về thì kinh tế ở nhà ai quản lý? Nếu mà vợ em thích giữ hết thì cũng được. Chỉ hết ngày cấp cho anh 50 được không anh? Được em, chỉ cần mỗi tối là em nhậu với anh là được. Anh khỏi đi đâu, đâu có nhậu thì tiền. Anh đừng có lo, em thích nhậu mà. Bây giờ mình gặp người thân đi, đi với ai nè? Em đi với đồng nghiệp, với em với chị gần nhà chị họ em. Rồi, cho chị gặp đồng nghiệp với chị họ của bạn gái. Dạ, em chào chương trình anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào chị. Thì thấy hai bạn nét tương đồng hơi nhiều. Tính Phượng thì đôi khi cũng còn con nít lắm. Với lại mong bạn là chịu được cái tính là sáng nắng chiều mưa, tối đông đưa chiều cường của Phượng. Nhưng mà thấy cái này được không? Đánh giá riêng thì bạn thì có thể là cho 9.5. Còn với bạn Phượng thì không biết là bạn Phượng sẽ đánh giá bao nhiêu. Cảm ơn bạn. Bạn trai đi với ai? Dạ thì hôm nay em đi với bạn thân của em, với ba đồng nghiệp. Dạ xin chào chương trình. Khương thì người rất là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình công việc. Bạn ấy không có gia trưởng đâu, theo em nhận xét là như vậy. Và tính tình rất là hài hòa. Bây giờ quan sát bạn nữ này chắc cũng đạt được khoảng chừng trên 8.5 của bạn Khương bạn đưa ra là. Kéo màn, hai bạn sẽ có thời gian 2 phút để gặp nhau. Mời bạn. Món quà tặng em. Em cảm ơn anh. Em thấy em sao? Em cũng là xinh. Anh khoái cái điểm nhậu lắm. Khi mà lúc mà tìm đối tượng á thì đôi lúc cũng đặt cái tiêu chí đó mà tìm hoài cũng thấy. Trời ơi. Đặt tiêu chí là tìm bạn gái biết nhậu à? Dạ. Thôi mốt lỡ mà anh dắt em đi nhậu đồng nghiệp của anh á thì anh nhậu đi em ăn cho. Ủa tới đây nói chuyện nhậu hả? Khi làm em hay rảnh thời gian nào nhất? Hiện tại thì anh rảnh vào buổi tối và chủ nhật thôi.
Nếu như hẹn hò một tháng thì hẹn hò được mấy lần? Tháng thì ngoại trừ 3, 5, 7, ngày nào cũng hẹn hò được hết. Sao là ngoại trừ 3, 5, 7? Thì 3, 5, 7 anh đang buổi tối anh đang có mắt đi học để trao đổi, tức là học thêm. Còn thường là em rảnh 3, 5, 7 thì để anh xác định học lại sao đâu. Công tác mà qua ngày từng kia á, có thường đi không? Nói chung có thể. Có thể là thỉnh thoảng thôi hay là thường xuyên? Thường sẽ hết dự án luôn em. Tại vì em không thích, nếu như mà lỡ mà hai đứa có tiếng xài cứ đi công tác thì em không thích lắm. Của bạn gái rồi á thì với anh chỉ có một người thôi. Có nghĩa có đi công tác tối anh cũng sẽ về với em. Nếu tối về em được. Anh có ngại bạn gái hơi dạng không? Không, tức là tánh anh thì với người khác thì có thể là hòa đồng vui vẻ, nhưng mà với bạn gái anh không biết nói gì, anh nhát lắm. Nói chung bạn gái cũng tính cách chọc chọc anh thì nó tốt hơn. Tại vì em rất là dạng. Thường là em nói chuyện với nhiều người, người lạ em có thể ghẹo được luôn. Đi với anh đừng có ghẹo, mất công người ta đánh. Không, tất nhiên rồi, đi với anh sao em ghẹo được. Mấy người nói chứ không có làm đâu em. Mấy cái người im mấy người đó mới ghê. Em yên tâm, cái đó chị bảo đảm. Dạ. Rồi kế hoạch tương lai nếu tụi em hẹn hò với nhau? Em dự định là sẽ về quê. Nếu như em về quê em làm việc thì anh có thể xuống dưới, nói chung là xuống dưới để gặp em được không? Được. Hiện tại thì anh đang ở quận mấy? Hiện tại anh đang ở quận 7. Tại vì anh quận 7, em quận 12, hai đứa mình xa lắm luôn á. Xa hơn em về Long An luôn á. Bây giờ cổ đang nói là xa như vậy, giờ hẹn hò thì... Cuối tuần thứ 7 em có thể đi được. Công việc của em thường là thứ 7, chủ nhật vẫn làm bình thường, ngày lễ vẫn đi làm. Em làm theo ca. Nhưng mà có hẹn hò thì anh phải nói trước, em sắp xếp lịch nhờ người làm thay này nọ, hay là em xin nghỉ ngày đó. Chứ đùng cái gì em nói sáng anh nhắn bữa nay đi chơi nhưng em là chắc không được. Tại vì cái tính của anh là thích là làm liền không à chứ. Tại vì công việc của em thích làm liền không có được. Quan điểm về con trai con gái thế nào? Con cái thì em thì con trai con gái đều được anh, nhưng mà em vẫn thích con gái hơn. Em thích hai đứa, đứa đầu là con trai, đứa sau là con gái. Mỗi người nói một câu cảm nhận về đối phương. Thực sự anh nghĩ là mình sẽ hợp nhau rất là nhiều. Anh hy vọng là mình có thể có một bước tiến gì đó nó mới hơn. Đơn giản là em thấy anh chắc hợp gu với em, cho em nhậu là được rồi. Trời ơi, cô đi kiếm chồng mà cô cứ nhậu nhậu hoài hả? Trời ơi à. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định bấm hay không bấm. Giờ cũng không cần phải nói gì nhiều, chúng ta hãy quyết định cho nó nhanh lẹ. 1, 2, 3. Mời em. Đây là những vé xem phim của hệ thống Cùng Đạp Cinebox 212 Lý Chí Thắng. Các bạn sẽ có thời gian xem phim và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Quà tặng dành cho hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Azac Hàn Quốc. Quà tặng dành cho hai bạn là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng với thương hiệu Atlantic. Và đây là máy nước nóng với thương hiệu Senton với tổng trị giá quà tặng 7 triệu đồng. Và đây là hoa của bạn. Dẫn nhau đi xem phim và hò hẹn. Em rất là sợ con rắn ạ. Em không ngủ được một mình. Em không có bất cứ một ấn tượng gì đối với các con số. Và trong tình yêu thì em không có được quyết đoán cho lắm. Thật ra cái cơ hội nó cứ lần lượt nó trôi qua. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Hả Mang. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu trước. Em tên là Thu Trang, năm nay em 28 tuổi và đang là một chuyên viên của ngân hàng ạ. Em quê ở đâu Trang? Dạ, em quê ở Hà Nội ạ. Bạn Trang 28 tuổi nhưng mà nhìn bé tí cỡ 22 thôi. Rồi, mời bạn giới thiệu lớn lên cho bạn kia nghe luôn. Đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào thân thương nhất tới anh Quyền Linh. Chào bạn. Chị Cát Tường, bạn nữ ở bên kia và toàn thể quý khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em xin tự giới thiệu, em tên là Sơn Thạch, năm nay em 32 tuổi. Em đến từ quê hương Thái Bình.
Và nghề nghiệp của em là làm công nghệ thông tin. Ngoài ra thì em có một cái nghề tay trái, đó là dẫn chương trình. Bạn gái mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Em trải qua 28 tuổi. Hai mối tình. Mối tình đầu tiên của em thì là thời cấp 3 gà bông chí chóe gì đấy. Còn mối tình tiếp theo của em thì là năm em học đại học. Em quen bạn ấy 4 năm. Tuy nhiên thì là do em hơn bạn ấy 2 tuổi nên gia đình cũng cấm cản. Nên chính vì vậy em mong muốn là có thể tìm được một người bạn trai có thể là bản lĩnh để có thể mà yêu thương và bảo vệ cho em. Rồi, như vậy là cũng một mối tình có nhiều thăng trầm đây. Dạ. Thằng trai thì sao? Mình trải qua bao nhiêu mối tình? Thưa chị, thưa anh, thưa quý vị khán giả là em trải qua thì được có 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là thời sinh viên. Rồi, bỏ qua mối tình đó. Mối tình mới đây nè. Mối tình mới đây là em ra trường đi làm. Nhưng mà do em là một người khá là ham học. Em học tới bằng thứ 2 rồi học mấy cái kỹ năng mềm ấy. Cho nên là em không có nhiều thời gian dành cho bạn ấy. Cho nên là tình cảm nó không được dạt dào, cho nên là hai người không đến được. Được mấy năm bạn? Được 2 năm anh ạ. 2 năm luôn? Dạ. Mình có thấy mình có lỗi trong việc đó không? Em nghĩ là nếu mà để cho lựa chọn lại thì em phải thay đổi. Đúng rồi. Dạ. Bởi vì cái việc mình bận cách mấy, nếu mà có tình yêu mình phải chăm sóc tình yêu đó. Dạ. Ha, mình phải có thời gian chứ mình cứ bỏ thế. Thật sự là phụ nữ cũng tội nghiệp người ta lắm. Dạ vâng. Nha. Rồi bây giờ bạn muốn tìm một người yêu như thế nào? Anh ơi, Trước khi mà em muốn xem cái mẫu người của anh á, thì em có thể nhờ chị là gửi cho bạn ấy ba cái hình này của em được nhá. Rồi. Dạ, bạn ấy chọn tấm hình nào mà bạn ấy thích nhất. Xong rồi bạn ấy có thể cho em biết cái lý do tại sao bạn ấy thích được không ạ? Rồi, ba tấm hình với ba sắc thái khác nhau. Dạ, đúng rồi ạ. Vâng. Tưởng đâu em đưa ba tấm hình ba người khác nhau. Dạ không, có ba người đâu anh ạ. Ba người khác nhau luôn á. Ba người khác nhau hả? Đây. Dạ. Để xem có duyên hay không. Và đây tấm hình đầu tiên. Đưa xem nào. Rất là dễ thương anh ạ. Sao biết dễ thương? Có gì đâu dễ thương. Và đây tấm hình thứ hai. Chưa thấy gì hết. Lần này thì tóc dài. Cái này tóc ngắn. Và em cũng chưa thấy gì hết. Nhưng vẫn dễ thương anh ạ. Cái này nói chung là cũng chưa dễ thương luôn. Và đây chắc chắn là sẽ dễ thương. Rồi cuối cùng. Lần này thì là một sắc thái rất là khác. Một cô gái mặc váy và ở trong một cái, em nhớ không nhầm thì cái khung cảnh này giống như kiểu là phố Vĩnh Hưng á, nhưng mà cái vẻ đẹp này thì nó có toàn diện hơn. Coi người chứ không phải coi cảnh nè. Coi người không, nhưng mà cái cảnh nó làm cho vẻ đẹp người nó. Anh ơi, tập trung vào cái người thôi anh ạ. Cái cảnh ở bên ngoài nó chỉ là cái nền thôi anh ơi. Nói chung là ba tấm hình này đều không thấy mặt. Anh ấy sẽ chọn cái hình nào để biết cái phong cách thôi. Dạ vâng. Và phải giải thích là lý do tại sao thích cái đó nha. Dạ. Em chọn tấm này chị ơi. Rồi. Cái vẻ đẹp của người phụ nữ này thì nó rất là vừa hiện đại và vừa truyền thống. Một cô gái tóc dài với một cái bãi biển rất là đẹp thì chắc chắn là tâm hồn có rất là nhiều cái sự bao dung. Và tự nhiên là em nhìn thấy là em thích cái vẻ đẹp đấy nên em chọn. Anh ơi, nhưng mà anh có nhìn thấy là cái tấm đó là tấm cô đơn nhất trong ba tấm hình không anh? Vâng, anh thích sự cô đơn bởi vì có đơn thì anh mới làm cho nó không cô đơn được. Anh thích tấm hình này bởi vì biển nó đẹp. Bây giờ sẵn đã qua đây rồi thì chị sẽ hỏi em một chút. Dạ. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em xin nói ngắn gọn là em chọn một người con gái rất là đơn giản thôi. Cao hơn 1.5m và nói chuyện có duyên. Một người con gái thông minh, một người phụ nữ mà giống như kiểu là pha một chút vẻ đẹp về truyền thống lẫn hiện đại. Ra đường thì mình có thể lanh lợi nhưng mà về nhà thì lại yêu chồng yêu con. Có cái điểm nào em không thích ở người phụ nữ? Cái điểm mà em không thích nhất ở người phụ nữ đó là hay soi mói cái chuyện của người khác. Mình phải dồn cái năng lượng để mình làm việc của mình, để mình phát triển bản thân, để dồn cái vòng tròn ảnh hưởng của mình cho người khác, chứ không thế nào mà để ý những cái chuyện của người khác. Cảm ơn em. Em đã nghe anh ấy giải thích về cái tấm hình tại sao anh ấy thích, thì chắc là không biết em đã hài lòng hay chưa. Dạ, vậy thì em cũng giải thích luôn một chút xíu về ba tấm hình của em vừa lúc nãy ạ. Chào em. Dạ, em chào anh. Rồi, giải thích lên nghe luôn. Bức hình này là của em đối với bạn bè của mình ạ. Dạ, một con người cực kỳ năng động, cực kỳ trẻ trung và em thích đi du lịch. Đó là tấm hình này của em. Tấm hình này là em đối với gia đình ạ. Một con người cực kỳ là bánh bèo và luôn luôn là công chúa trong mắt của ba và mẹ. Có thể là em không quá là khéo tay, không quá là giỏi xuất sắc giống như là một người phụ nữ Bắc mà ba mẹ từng mong chờ. Tại em có bị lai một chút xíu ở trong Sài Gòn rồi. Nhưng mà đối với trong công dung ngôn hạnh
của một người phụ nữ bắt cần đạt tiêu chuẩn thì em có thể là em cũng nhắm được chút chút. Tấm hình anh ấy chọn. Và tấm hình anh ấy chọn thì rất là hơi xui cho anh một chút xíu ạ. Thì đó là tấm hình của em đại diện cho công việc. Em là người rất khó tính và em rất là nóng tính. Đồng nghĩa với việc đó là em rất hay soi mói các hồ sơ. Và có thể là anh ấy không thích người phụ nữ soi mói. Thì cái bức hình anh ấy chọn lại là đúng một cái tấm hình em cực kỳ thích soi mói và nhận xét ạ. Công việc em là kiểm tra chứ không phải là soi mói. Soi mói tức là người ta ngồi ở ngoài, ta nhìn qua người kia, ta trời bà nó mặc đồ thấy ghê quá. Dạ có xài anh ơi. Ngon quá. Dạ. Bà thế này thế kia. Dạ có. Cái đó có hả? Dạ. Dạ. Đó đúng là soi mói. Anh đang tính binh cô đó nhưng mà anh binh cũng được, anh chạy luôn rồi. Thôi vậy đó, tình hình nó vậy đó em. Thôi bây giờ mình cứ nghe thêm ý kiến của người thân đi. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi cùng với cả hai bé cùng phòng trọ và một bé là bạn thân ạ. Mời bạn thân của bên nhà gái đâu ạ? Xin chào chương trình và xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Rồi em nhận xét bạn trai bên kia giùm chị với. Trang ơi, thì anh bên này em thấy anh cũng được. Khôi ngô, tăng tú, hợp với Trang hay không thì cái đó thì để cho Trang quyết định. Trang tự xử đúng không? Dạ. Rồi cảm ơn em. Rồi chàng MC của tôi. Chào anh. Đi với ai? Hôm nay em đến với một người anh trai ruột và một người chị đồng nghiệp. Dạ. Dạ chào anh ạ. Dạ chào chị. Dạ. Chào anh. Xin chào MC Quỳnh Linh và chào MC Cát Tường. Anh thấy cô bên đó như thế nào? Em thấy em gái rất là dễ thương, hiền lành, thật thà. Trời ơi, sao anh khen không vậy? Hay quá. Anh đánh giá cô này rất đúng, tức là cô này rất là thật. Thật đến mức mà mình binh cổ của nó không. Em soi mói thật đấy mà. Soi luôn ở ngoài luôn. Cái này á, nó cũng dễ thương lắm em. Dạ. Thật đến mức như vậy đó. Rồi, nếu mà ta bây giờ cho hai bạn gặp nhau đi. Tốt, ta rút kinh nghiệm thôi. Dạ. Kéo màn lên. Mời hai bạn. Chào em. Dạ. Em chào anh. Dạ, đây có một món quà tặng cho anh ạ. Cái này là em tự làm đó. Rồi, cảm ơn. Chúc cho em luôn tươi trẻ, xinh đẹp và tự tin như cái bông hoa này. Dạ, rồi em cảm ơn ạ. Theo em thì nếu như mà em đồng ý hẹn hò với anh hoặc là đến với hôn nhân á, thì em có thay đổi cái điều đó đi hay là em mặc định nó là tính tôi vậy, là nếu mà quen thì phải chấp nhận cái điều đó. Tại vì trong 3 tấm hình anh chọn thì dù là tấm hình nào anh chọn đi chăng nữa thì cuối cùng nó cũng vẫn là con người của em. Nó chỉ là 3 trạng thái khác nhau thôi. Và cái điều thứ hai anh muốn hỏi em là em thích một cái buổi tối hẹn hò như thế nào? Nói chung là em là một người khó hiểu, em có 3 mặt. Nếu như mà muốn em là một người mà hẹn hò sang trọng, em có thể diện những bộ đồ sang trọng để em đi cùng ăn và đi tiếp khách hàng này nọ. Không, anh không muốn. Còn nếu như là nói chung là tùy vào cái mà môi trường mà mình hẹn hò trong cái buổi hẹn hò như vậy. Nếu như mà hôm đó là vào đi ăn lề đường, em sẵn sàng là đi tiếp lào, mặc quần thun áo phông này nọ để em đi ăn lề đường bình thường cùng. Có nghĩa là chốt lại là giống như kiểu là mình tùy cơ ứng biến. Dạ đúng rồi ạ. Đúng không? Ok. Quan điểm về tình yêu của em thế nào nhỉ? Em cứ thẳng thắn chia sẻ. Giống như mình giờ nói chuyện với nhau không phải cuộc phỏng vấn. Nhưng mà em đang có cảm giác là em đang bị phỏng vấn ạ. Sao nãy giờ em hỏi nhiều quá vậy? Em có bao nhiêu câu hỏi vậy? Em có bao nhiêu câu hỏi tất cả? Em có khoảng 21 câu hỏi. Trời ơi. Bây giờ này em hỏi một lượt 21 câu thôi. Và sẽ chọn ra 3 câu thôi. 21 câu thì chắc phải vấn. Trời ơi. Trời ơi. Xí, khoan. Cái này cái gì đây? Em hỏi những cái gì thì em nốt xong. Ủa sao câu hỏi mà có vẻ hình giống như là hình học vậy? 21 câu hỏi tình yêu mà sao có vẻ bản đồ hôm nay nữa? Thì nói em đang định chia sẻ thì bạn nói là em mới nói nhiều rồi, quá. Rồi bây giờ thôi để bạn tự giải 21 câu hỏi đi. Chịu khó chút nghe cưng. Dạ. Cái nào em trả lời được em trả lời, không trả lời được thì để tụi anh tự trả lời. Rồi bắt đầu. Bắt đầu câu 1, đọc một loạt luôn nha. Câu 1 là câu buổi tối đã qua rồi. Rồi. Dạ. Khi cần một nơi nghỉ ngơi và lánh khỏi những mối bận tâm hàng ngày thì em được đi đâu? Ngủ. Rồi, bộ phim em thích nhất là bộ phim nào? Không thích phim nào hết. Em thích nhất loại quả nào? Quả gì cũng ăn được. Em thích nhất bài hát nào? Bài nào cũng nghe được. Chương trình TV mà em thích nhất là chương trình nào? Rất nhiều chương trình ạ. Nhà hàng lãng mạn mà em thích nhất là nhà hàng nào?
Ui, nhiều quá không nhớ. Một trong những nỗi bận tâm lo lắng nhất. Em nóng lên là em làm những cái chuyện gì em không ai biết được ạ. Cô đừng nóng nha. Em có phải đương đầu với những căng thẳng hay là những cái bất cập gì trong cuộc sống? Dạ không, thường em làm cho người ta căng thẳng thôi. Ước mơ lớn nhất của em là gì? Dạ có thật là nhiều tiền. Em làm việc tốt nhất là khả năng gì? Dạ nói ạ. Bạn em cải thiện điều gì trong cuộc đời của mình? Có chồng, có con. Và quan điểm tình yêu của em là gì? Yêu là phải sống một lần. Yêu là một sống một lần. Đúng rồi. Hết chưa? Sống hết một lần luôn. Nó còn nhiều nhưng mà 21 câu. Giống như kiểu sinh vậy. Bắt tay em cái này. Em bản lĩnh đấy. Rút lại từ nãy giờ mình nói tất cả những cái gì đó, nói qua nói lại gì đó. Chúng ta có cảm nhận gì về cái sự rung động trái tim chưa? Hãy nói với người đó. Chúng ta có 30 giây. Bắt đầu. Anh thấy nãy giờ em thì sao ạ? Anh thấy là em một người rất là dễ thương và cá tính, rất là một cá tính rất mạnh. Mà đôi khi anh thì không biết là có đủ sức để chịu đựng được cái cá tính hay không. Nếu như mà có thể tiến tới hôn nhân thì anh tính sẽ là bao giờ ạ? Anh thì bây giờ là 32 tuổi, anh chỉ là 6 tháng cho đến 1 năm. Thì rất là đẹp để có khoảng thời gian tiến đến hôn nhân. Nếu mà lỡ mà người đấy mà chưa chuẩn bị nổi kịp tinh thần để cho cái thời gian cho, đó hay sao? Vẫn cho thời gian giãn ra mà, bởi vì mình đã chờ 32 năm rồi. Thì chờ thêm một thời gian nữa thì có sao đâu. Dạ, tại vì thật ra là bạn ấy vẫn đang còn rất là thích đi chơi ạ. Bây giờ các bạn cũng đã nói nhiều rồi. Thật tay vào nút bấm đi em. Hỏi nhiều, đáp nhiều. Bây giờ là lắng động, suy nghĩ thật kỹ để quyết định cho cái nút bấm của mình. Đồng ý bấm nút có nghĩa là trao cái duyên cho nhau để hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời bạn. Bạn gái đã bấm. Bạn gái rất là nhanh nhẹn. Và bạn trai không bấm. Dạ. Thứ nhất, cá tính của bạn ấy rất là mạnh. Còn cái thứ hai là em không có cái sự rung động từ cái lời nói, không có cảm xúc gì hết, cho nên là em không có đâm. Một cô gái rất bản lĩnh. Thật ra thì với em thì tất cả mọi chuyện là khi lên đến với chương trình này thì là sẽ cho nhau một cái duyên. Nếu như mà chúng ta không thể làm người yêu, không thể quen biết và tiến sâu hơn thì chúng ta cũng có thể là làm bạn bè ạ. Đúng. Và trong công cuộc biết đâu được một ngày nào đấy anh sẽ là một khách hàng của em thì sao ạ? Đúng. Quà tặng dành cho hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu mỹ phẩm Skin Azek Hàn Quốc, gửi tặng cho hai bạn. Dạ, em cảm ơn chị. Và đây, quà tặng dành cho hai bạn là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Nhẹ nhàng chút xíu cưng. Trời ơi, ngồi xuống. Rồi, xin mời hai bạn tự tháo mặt nạ ra. Ok, rồi, chào hai em. Nói lớn, to, rõ cho đối phương có thể nghe được giọng của mình. Gì đâu, hít thở đi hết. Có gì đâu mà căng thẳng như vậy. Dạ. Rồi, giới thiệu đi nè, em tên gì? Em tên Võ Hồng Phúc, làm nghề make up tự do. Biết vậy nãy tôi để cái mặt nhờ make up giùm rồi. Bởi vậy thiệt tình. Làm việc em quê ở đâu, đang sinh dạ, sống ở đâu? Em ở Sài Gòn, em đang sinh sống ở quận 8. Quận 8, dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay em 32 tuổi. 32 tuổi? Dạ. Rồi, tới phiên em. Dạ, chào chị, em tên Hiếu. Em đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Em làm khách sạn. Em 26 tuổi. Làm khách sạn là làm gì trong khách sạn? Dạ, hiện tại thì em đang làm trưởng bộ phận buồng phòng của khách sạn Uồng 1. Quê ở đâu cưng? Dạ, em ở là người Đồng Tháp, em lên đây ở trọ thôi. Dạ, lên đây lâu chưa? Dạ, nếu mà tính thời gian học luôn thì khoảng 4 năm. Hồi đó em học cái gì? Dạ, em học Việt Nam học, cao đẳng hướng dẫn ấy. Là giờ ra làm cũng là gần cũng như cũng đúng ngành nghề đúng không? Dạ đúng rồi. Còn em theo ngành make up lâu chưa? Em theo lâu. Lâu. Em có tiệm áo cưới riêng. Có tiệm áo cưới riêng luôn. Em có tiệm tóc. Em đang sống với ai? Một mình. Có nhà riêng. Trong mình có nhà riêng. Thế ba mẹ đang ở đâu? Ba mẹ đang ở quận 8 ở cầu Nguyễn Cự. Cũng gần gần đó nhưng mà ở riêng, mình là ở nhà riêng. Dạ. Rồi. Thì điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Nói lớn lên. Điểm mạnh của em là cố gắng làm thôi. Công việc của em. Điểm yếu của em là không biết làm gì hết. Là gì? Không có đi chơi nhiều nên cũng không biết điểm yếu mình là cái gì nữa. Đi chơi nhiều? Dạ, nhưng mà mình đi cũng chưa biết. Đi chơi là đi đâu? Bạn bè đi chơi thì nhiều nhưng mà sở thích em thích đi chơi một mình thôi. Gì? Hay đi du lịch riêng một mình thôi. Bạn bè nhiều, đi chơi một mình. Bây giờ em muốn đi là em không muốn tự do nữa. Bây giờ không muốn tự do nữa, giờ muốn đi chơi hai mình. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, em nghĩ là điểm mạnh của em chắc là chịu khó, hiền.
nấu ăn rất là ngon. Dạ, còn điểm yếu của mình là chắc là em là người rất là dở che giấu cái cảm xúc của mình. Có nghĩa là buồn thì sẽ thấy, biết là nhìn là biết mình buồn, vui là thấy mình vui. Em không có dễ lấy lòng người khác. Không dễ lấy lòng người dạ, khác. Dạ đúng rồi. Em không có giỏi, kiểu giống như là mình không có giỏi trong cái chuyện mà lấy lòng người khác hay là nói những cái lời ngọt ngào hay là sao kiểu là vậy. Chị cũng đã từng mai mối cho rất là nhiều cặp đôi trong cộng đồng LGBT. Thế thì giờ nhưng mà chị vẫn không có thể nào am hiểu được, tại vì nó nhiều lắm, chị đâu có thể nào hiểu nổi. Thì bây giờ mình phải cũng nói sơ lược một vài thông tin. Ví dụ như trong giới của em thì em là gọi là gì? Em chỉ là top thôi. Vậy là top thôi. Mà sao tôi thấy không có men gì chơi vậy? Xong mà còn yếu điệu hơn ông bên này nữa. Nhưng mà em vẫn tốt, em là top. À vậy á hả? Tôi có nói gì đâu, trời có giành giật gì đâu. Em là sao? Dạ em là boss. À mình đã come out với gia đình chưa? Dạ chưa. Hả? Rồi sao dám đăng ký dân ra chương trình này? Rồi nhà biết rồi sao? Em nghĩ là chắc mẹ em cũng biết, gia đình cũng biết, nhưng mà đôi khi không nói thôi. À. Tại vì cha mẹ sinh con ra thì nhất cử nhất động gì họ cũng biết. Đúng rồi. Nhưng mà đôi khi cái sự mà ngồi trao đổi trực tiếp là dạ, chưa. Đúng rồi. Họ chưa có thật sự chấp nhận kiểu giống như là vậy. Nhưng mà vậy thì em nghĩ là em tham gia chương trình này em có gây cú sốc cho gia đình dạ. em quá không? Ba mẹ em cũng thương em với lại tình cảm lắm. Đôi khi nếu như mà những bạn nam khác thì sẽ bị thúc giục lấy vợ hay lập gia đình này nọ, còn mẹ em thì con cứ sống đến khi nào con muốn thì con nói mẹ hay là như thế, kiểu họ cũng biết rồi. Nhưng họ cũng mà ví dụ như xem chương trình này rồi ba mẹ em kêu em ra ngồi nói chuyện thì em có sẵn sàng ngồi để mà nói chuyện thẳng thắn với ba mẹ không? Dạ em đã tham gia, tất nhiên là em sẽ chấp nhận rồi. Thế em nghĩ nếu mình quen nhau một mối quan hệ tìm hiểu bao lâu thì em sẽ công khai với gia đình, em sẽ đưa người bạn ấy về nhà? Dạ thứ nhất là mình phải thấy được cái sự chân thành là một. Như cái sự lâu dài hoặc là mình nhắm được khả năng mình đi được với bạn đó được bao lâu. Em nghĩ thời gian thì nó cũng nói lên được gì đâu, quan trọng là mình hiểu nhau thôi. Thế còn em, quan điểm của em như thế nào? Em đã come out với gia đình chưa? Dạ chưa. Tại sao kỳ vậy? Cặp đôi này giống nhau quá vậy? Gia đình em cũng biết em như vậy rồi nhưng mà... Biết là có biết hả? Dạ, nhưng mà em tự lập từ nhỏ rồi. Em làm chủ được tài chính của em rồi, em tự quyết định được bản thân em. Nghe mặc dù chưa come out nhưng mà khi mình đã đăng ký tham gia một cái chương trình mang tính cộng đồng như thế này thì biết chắc chắn là chòm xóm, bà con hay bạn bè, ba mẹ đều biết hết rồi. Tụi em cũng là những người trưởng thành và chịu trách nhiệm với cái việc mình làm, đúng không? Thì vậy cũng tốt thôi. Rồi, tình trường của em sao? Em không có quen mối tình nữa, chỉ có một mối tình là tới hôm nay gọi là tri kỷ. Từ xưa đến giờ một mối tình một mà coi là tri kỷ. Dạ. Bao nhiêu lâu, bao nhiêu năm? 11 năm. Rồi giờ người đó đâu rồi? Bây giờ người đó có gia đình, có con rồi. À, anh đó có vợ có con rồi mới quen em. Mà quen em tới 11 năm rồi. Quen mà từ 2009 thì giờ. Tới giờ luôn. Dạ. Rồi anh đó khuyên em đi tham gia chương trình này. Ai cũng có sự ích kỷ hết, nhưng mà tới lúc một cái ngày nào đó sự ích kỷ người ta không còn nữa. Em muốn đóng cái trang này lại, em qua một cái trang mới. Mà anh đó có khi nào khuyên em đi lấy vợ không? Được. Sao không khuyên em giống ảnh? Tại anh lớn tuổi hơn em, anh hiểu được cái vấn đề đó thì anh có vợ có con. Có bao giờ em nghĩ sau này em sẽ quen một bạn gái rồi em sẽ sinh con đẻ cái đồ này kia? Không. Không. Em không suy nghĩ vậy. Từ nhỏ đến lớn có khi nào mà em phát hiện em như vậy như thế nào, từ hồi nào? Biết cũng từ bé rồi. Nhưng mà mình sống nó không giống như người khác. Tại vì cuộc sống của mình nó phải mưu sinh nhiều. Nhưng mình tự kiềm nén mình lại. Nhưng tới một ngày nào đó thì mình hiểu được rồi. Mình muốn tìm một người bạn để đi với mình đường dài. Vậy là một cái mối quan hệ đó cũng rất là dài, 11 năm. Nên là cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của em rất nhiều. Dạ. Lúc đó thì em chẳng đi đâu, em chỉ lo công việc làm. Người ta hỗ trợ em về công việc. Sống để có một cái người có thể hiểu mình và chia sẻ với mình cũng rất là quý. Nhưng mà nhớ nha, khi mình đã có một cái đối tượng để mình tìm hiểu tiến tới lâu dài thì mọi cái mối quan hệ nó phải được rạch ròi và rõ ràng, không để những câu chuyện cũ làm tổn thương những người mới, đúng không? Rồi mời em trai. Em cũng trải qua hai mối tình rồi, lâu nhất là khoảng 3 năm. Và khoảng thời gian một năm mấy nay thì em chưa quen ai. Thế tại sao những mối tình trước không kéo dài được hơn nữa? Em nghĩ là kiểu giống như là lâu ngày sống với nhau rồi họ sẽ đâm ra chán nha. Nhiều cái thói hư tật xấu sinh sống với nhau thì sẽ đâm ra chán với nhau. Thế nên là trước đây em cũng đã từng sống chung với cái người đó trong một nhà. Thế còn em nghĩ dù mình tiến tới một cái mối quan hệ mới thì mình có sẵn sàng sống chung với nhau không, hay là vẫn nhà ai nấy sống rồi mình chỉ gặp nhau để qua lại để tìm hiểu, hay là mình sẽ dọn về sống chung một nhà? Nếu trong lúc này thì mình sẽ tìm hiểu chứ mình chưa vội để mình có người bạn để về sống chung. Tại vì mình không phải là dạng là để đi qua đường. Mình muốn kiếm kỹ thì kỹ để mình về ngôi nhà chung.
Em muốn tìm một người như thế nào? Dạ tất nhiên thì ai cũng muốn người yêu mình có công việc làm ổn định là đầu tiên. Thứ hai nữa là phải đàng hoàng, lịch sự. Với từng đối tượng thì mình tiếp xúc mỗi cách khác nhau. Giống như với công việc thì tỏ ra mình nghiêm chỉnh xíu, ngoài xã hội thì mình nghiêm chỉnh xíu. Nhưng mà khi về với người bình thường á thì sao cũng được. Khi mà đóng cửa lại hai bạn ở trong phòng thì thổ lộ như thế nào cũng được. Nhưng mà khi ra ngoài đường thì đôi lúc phải nhìn tới mọi người xung quanh xíu. Mình cũng phải giữ khẽ một xíu. Tại vì môi trường làm việc thì nó cũng khá nhạy cảm. Chị hiểu rồi. Chị hỏi thêm một câu nhá, thì em đi làm trong môi trường của em á thì những người đồng nghiệp của em này hay chủ em, đồng nghiệp của em là có biết về giới tính của em không? Em thì cũng đang quản lý một số bạn nhân viên cỡ 13 15 người thì mấy bạn đó có nhiều lúc cũng mấy bạn tò mò, mấy bạn hỏi ủa anh ơi, cứ gọi anh thích con trai hay là anh thích con gái vậy? Còn em thì sao? Em muốn tìm một người như thế nào? Không lừa dối. Cái gì cũng phải nói thẳng. Cáo rách rồi. Hai đứa cùng giá. Chứ em một bằng bản thân em giá không được. Tại vì cái công việc của em nó không giống như người khác là thứ bảy người ta nghỉ, thứ bảy chủ nhật em vẫn làm. Tại cái công việc của em nó bắt buộc phải như thế. Cái ngày lễ người ta nghỉ em phải làm. Thì cái bạn đối phương của mình phải hiểu. Mình thích nhau rồi, mình yêu nhau rồi thì lúc nào mình cũng đi được. Có bao giờ em cảm thấy mình cô đơn không? Có chứ. Nhiều lúc suy nghĩ cô đơn là sự tự do. Nhưng mà nếu em đồng ý với cái cảm giác đó thì em sẽ khó có một người khác bước vào em được lắm. Phải có những người ta gặm nhấm những nỗi cô đơn và ta cảm thấy đó là sự hạnh phúc. Em cô đơn nhiều rồi, em tự do nhiều rồi, em sợ nữa rồi. Dạ em không muốn. Muốn có sự thay đổi. Đúng. Và thật sự có nhiều cái nó ngộ lắm, người ta thấy nó ngộ nhưng thật sự nó là sự thật. Ví dụ như Tường hay nói với mấy bạn bè mỗi lần chị buồn á. Dạ. Ví dụ chị đăng lên Facebook hay là gì đó, mình nói hôm nay mình một cái tâm trạng mình buồn quá. Tại vì mình cũng có nhu cầu mà, nhưng mà mình cũng không có người tri âm tri kỷ để mình tâm sự. Thì mình viết đại một câu buồn quá. Thì có nhiều người vô lên đừng buồn. Nhưng đôi lúc mình lại trả lời là nhiều khi cái buồn đó, mình gặm nhấm nỗi buồn đó cũng là một cái niềm vui. Cái nó triết lý nó hơi khó ha, hơi khó nhưng mà thật sự nó là như vậy. Thế còn em có bao giờ em cảm thấy cô đơn trong cái cộng đồng LGBT của mình? Dạ tất nhiên thì cũng thấy cô đơn lắm. Có nghĩa là ở ngoài xã hội thì có thể là mình không thua ai. Mình cũng ra trường đi học ăn đàng hoàng, ra trường có việc làm ổn định. Và mình cũng có bị thăng tiến trong cuộc xã hội nào đó kiểu. Nhưng mà khi về đến nhà thì mình chỉ biết làm bạn với bốn bức tường thôi. Đôi khi mình hay tìm đến công việc, mình soạn này soạn kia để cho cái khoảng thời gian đó nó trôi qua hết đi. Nhưng mà đến khi mà tính của em rất là cảm xúc của em rất là bị lẫn lộn. Nhưng khi mà trời mưa em ở nhà một mình là cái sự cô đơn nó dâng trào lắm. Có nghĩa là đôi khi mà mở một bài nhạc em sẽ tự liên tưởng đến mình rồi tự khóc và tự ngồi tự mà mình trong đó rất là cô đơn. Có những khoảng thời gian rất là nhiều. Có những cái khoảnh khắc thật sự nó giống nhau thôi. Tường cũng sẽ cũng hiểu được và cũng cảm thông được những cái điều đó. Gì đây, cái gì màu sắc dữ vậy nè? Trời đất ơi, nè kiếm đi, có ảnh nó chổng á. Anh làm make up mà tôi tưởng anh làm nghệ sĩ luôn chứ. Đó, kiếm đi. Cho bonus luôn, tấm này luôn, 2 tấm kiếm đi. Dạ. Rồi, tìm ra ảnh chưa? Không nghĩ chứ người này. Đâu, tôi băm cái mặt ra coi. Đây hả? Dạ. Sao chọn người đó vậy? Không có tóc hả? Trời ơi, sao chọn bạn trai mà không có tóc vậy em? Trời ơi, bao nhiêu con người thôi, bạn ấy chọn cái anh không có tóc, được rồi. Còn em. Đây nè. Rồi, mời các bạn hãy nhìn về cánh cửa trái tim để tôi xem sự lựa chọn hôm nay của các bạn có đúng hay không nhé. Rồi, nhìn nhau đi ạ. À. Sao đưa tấm hình cho người ta khó chọn vậy? Chọn cái ông đầu trọc kìa. Thật sự là em nhìn được tấm hình này không biết nói ai luôn. Dạ, bây giờ em biết ai chưa? Dạ biết rồi. Đâu, chỉ vô coi. Dạ đây. Rồi, thế bây giờ đọc bị sai là sẽ bị phạt. Bên này người ta đoán đúng. Nhưng mà điều hình em, hình dễ thiệt. Đưa tấm này thôi còn khó nè. Bố đó thêm tấm này là cái mặt chỉnh hình ra đây rồi. Đúng không? Thôi tặng quà trước đi rồi phạt người ta sao? Em tặng em. Rồi qua trái tim luôn. Dạ. Wow, xin... dạ. À. Em cũng có một tí quà tặng anh. Dạ, em nghĩ là nó sẽ hợp với lại công việc của anh đó. Dạ, tại vì nó báo thức cái giờ anh làm để anh đi làm cho nó đúng giờ. Trời ơi. Trời đất. Đi làm hay đi trễ lắm hả? Hay sao vậy? Cánh cửa trái tim này mở ra, cảm nhận đầu tiên của em là gì? Ok. Đơn giản quá vậy.
Em có cảm xúc gì không? Em mà có trái tim thì không có gì hết, nhưng mà anh tặng em trái cây thì em không biết ý nghĩa là sao. Là ăn cho nó mát, cho đẹp da cưng. Dạ. Sức khỏe. Cây nó cũng giống như em vậy đấy. Ăn là sẽ ngon á. Đúng. Ăn là sẽ ngon á. Đúng. Trời ơi, có anh nào làm ơn phước tặng tôi đổ trái cây coi, để tôi ăn coi nó có ngon không. Thiệt buồn ghê, tuổi thân hết sức luôn vậy đó. Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ cho hai bạn chút xíu thời gian nha, để hai bạn trò chuyện với nhau. Mời hai bạn cùng thưởng thức ha, ăn bánh, uống nước và trò chuyện với nhau, trao đổi thông tin, hẹn hò như thế nào, cuộc sống làm sao, mong muốn cái gì trong tình yêu. 2, 3, 5 phút bắt đầu. Dạ, yeah. Nãy nghe nói là thứ bảy chủ nhật anh không được nghỉ á. Thì em làm du lịch thứ bảy chủ nhật cũng đâu nghỉ đâu, lễ cũng đâu biết là gì đâu. Nên là đừng có lo về vấn đề đó. Rồi anh có chia sẻ gì với cái bạn mà chia kỹ gì của anh á, như vậy thì nó có rõ ràng không? Chắc chắn là sẽ rõ ràng thôi. Nhưng mà trong thời gian chia kỹ đó hai người có gì với nhau chưa? Là bạn chứ. Là bạn thôi. Một khi đã gọi là chia kỹ là em phải hiểu là đi một cái đường dài nó rất là nhiều rồi. Có gì vượt ranh giới của bạn chứ, ví dụ như ngủ chung chẳng hạn. Có chứ. Một khi mình đã vượt một cái giới hạn nào đó rồi, tới một cái thời điểm mình kêu đây là một cái chia kỹ, mình không thể nào mình mất đi được. Tình yêu thì mình mất đi được, nhưng mà mình đã quyết định mình là chia kỹ rồi, mình sẽ không mất được. Thì nhưng mà đó là chỉ là bạn thôi. Nhưng mà nếu cho anh lựa chọn giữa chia kỹ với tình yêu thì anh chọn cái nào? Em muốn hỏi em lại nha. Còn nếu như mà mình phải hỏi lên người ta có thương mình không, để mình quyết định mình chọn một cái mục đích gì đó. Nó nếu ta gọi là tình yêu thì tất nhiên là phải thương nha, mới gọi là tình yêu chứ. Theo như anh nghĩ có nhiều cách yêu lắm. Cách yêu người ta cần mình, cách yêu người ta đến với mình đi chơi khác, và cái cách yêu người ta ở với mình đi một cái đường dài nó lại khác. Nếu một ngày nào đó em hỏi anh cái chia kỹ với cái tình yêu em chọn ai, tất nhiên anh phải chọn tình yêu rồi. Tại vì cái chi kỷ nó chỉ có mức độ là chi kỷ, nó sẽ không vượt giới hạn nào nữa hết. Anh đóng cánh cửa này, anh sẽ mở cánh cửa khác cho riêng anh, là em. Hiện tại ba mẹ anh sống ở đâu? Hiện tại ba mẹ anh ở Dương Bá Trạc á, ở quận 8 á. Có nghĩa là cuối tuần mình có thời gian anh rỗi mình có về nhà không anh? Lúc nào thích thì anh về thôi. Tại anh ở riêng. Nhạc anh có bao đông anh chị em không? Anh có ba người, chị anh với nhỏ em gái. Vậy là giống bên em rồi, cũng có một người con trai thôi. Trai gái nó không quan trọng, yêu là được. Em quá nóng đi á. Cái gì đâu mà nóng. Nóng lắm. Tôi ngồi ngoài tôi mới nóng nè. Sự á nha, hồi nãy á chị rất thích những câu hỏi của em. Tại vì khi mình muốn hướng tới một cái mối quan hệ nghiêm túc, mình phải có những cái câu hỏi sâu. Cái đó không phải là sự tò mò, cái đó không phải là cái sự mất lịch sự, mà đó là một cái sự văn minh trong cái việc khởi đầu một cái mối quan hệ. Yeah. Lúc đầu là chị có hơi bực mình về phong cách trả lời của em á, tại chị đính nhào vô lúc đó rồi đó. Nhưng mà tại chị cũng dạo này cũng trầm tính rồi. Chị ngồi chị nghe em chốt mấy câu cuối thì cũng còn được. Chứ còn đối với chị nghĩ như nè, vì mình quá cô đơn nên mình muốn tìm một ai đó để mình đỡ phải cô đơn. Yeah. Em hiểu không? Chứ không phải mình đi tìm một tình yêu, hai cái đó khác nhau. Em đến với chương trình hay em không, dù không đến chương trình này, em gặp một ai đó ở ngoài đời kia cũng vậy. Cho nên nãy giờ chị đang hoang mang và chị đang phân vân lắm. Nãy giờ chị không được thân thiện lắm với cái thái độ của em. Dạ. Nhưng mà may là cuối cùng em cũng chốt lại được. Đến một ngày nào đó là em hỏi anh đó, thì anh sẽ chọn tình yêu. Đúng, tại vì khi em biết không, chị rất là tôn trọng cái quá khứ. Bởi vì không có quá khứ thì không có ta trưởng thành như ngày hôm nay. Dạ. Mình không bao giờ chối bỏ quá khứ. Tuy nhiên mình cũng không nên để quá khứ nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và tương lai. Dạ. Nếu những người nào chỉ ôm ấp cái quá khứ mà sống thì những người đó mãi mãi sẽ không bao giờ tiến lên được phía trước. Và như vậy nếu em chưa sẵn sàng kết thúc một mối quan hệ thì em đừng bao giờ bắt đầu một mối quan hệ khác, vì như vậy em sẽ làm tổn thương những người khác. Dạ. À, tốt hơn hết mình phải tự dọn dẹp bản thân mình đi cái đã. Tại vì chị cũng đã từng nhiều lần như em như vậy và cuối cùng là chẳng có được cái gì. Tại vì khi ta chưa sẵn sàng mà ta tìm một ai đó để lấp vào, để đỡ buồn, để đỡ tuổi, ai cũng tham hết á. Ai cũng tham hết, nhưng mà rồi những cái mối quan hệ đó cũng chẳng đi đâu tới đâu, tổn thương cho mình và tổn thương cho người khác. Cho nên chị rất là thích em. À, thích em trong cái cách giao tiếp. Chị thấy đó là một cái gì đó nó rất là văn minh. Đừng bao giờ bắt mình trở thành một người thay thế. Đúng rồi, cái đó rất là bị tổn thương. Hồi nãy chị ra ngoài thì chưa có nghe nói là hôm nay sẽ có người nhà của em đi theo. Thế bây giờ chị cũng mời người nhà của em vào để cho một chút xíu vài cái ý kiến hay là cảm xúc trong cái buổi gặp mặt ngày hôm nay của hai đứa ha. Rồi, mời chị vào đây. Chào em. Chào chị. Rồi,
Dạ em tên là Sơn Thúy Hà, là bạn thân của Phúc. Là bạn thân của Phúc. Dạ. Mình chơi với Phúc được bao lâu rồi? Dạ tính ra cũng 6 năm. 6 năm. Mình nhắm là mình nghĩ là mình hiểu được bạn Phúc không? Hiểu hết. Hiểu hết. Tại ở sớm luôn. À ở sớm luôn. Nếu để nhận xét về bạn Phúc ngắn gọn thì em nghĩ Phúc là người như thế nào? Phúc thì bộc lộ hết. Nói chuyện thì khi lớn tiếng, hàng xóm nhìn vô tưởng chắc hung dữ mà thật không phải. Sống tình cảm. Thế bây giờ mình thấy là hai bạn này có thể phù hợp với nhau không? Theo em thì cứ tìm hiểu trước đi. Nhưng mà trước mắt thì em mà thì em thích em nói được rồi. Tại vì bạn này tuy tuổi nhỏ nhưng mà cái cách nói chuyện người ta đó, người ta cũng chẳng chặt rồi. Rồi ok, cảm ơn những chia sẻ của em ha. Hy vọng dạ. giúp ích được cho bạn Phúc trong cái việc suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình. Dạ. Cảm ơn em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi của chương trình đưa ra nha. Chi tìm trái tim, hai bạn bịt mắt lại, một người sẽ được. Thôi để tôi đọc cho. Đọc chậm nữa. Trò chơi truy tìm trái tim, hai bạn bị bịt mắt, một người sẽ được dán sticker trái tim. Người kia phải tìm ra các sticker đó. Số lượng 10 cái, thời gian 30 giây. Và 30 giây bắt đầu. Ai đọc gì vậy? Ủa sao không thấy tim nè? Trời ơi, trước sau nữa chứ em. Mình sẽ cho bàn tay ra trước chứ đâu mà tự nhiên dễ dàng tìm kiếm nha em. Trời ơi, trái tim mà ổng bóp nát hết trơn vậy không biết nữa. Chị nhọt xíu nha. Tình yêu đôi lúc mình cũng phải quỳ xuống nữa em ơi. Còn em ơi, còn cái nữa em ơi. Trời ơi, đừng bỏ sót nơi nào. Trời ơi, còn em ơi. Đừng bỏ sót nơi nào em ơi. Trời ơi, cái gì tao quan sát cái điện thoại tao không né hoài vậy trời ơi. Đi gần ơi, rồi trời ơi, rồi thôi mở mặt nạ ra đi hai bạn. Cảm xúc như thế nào? Phèo. Coi chừng hồi về mất đồ á. Bạn này ảo thuật hay lắm luôn á. Rồi, hồi về mất bóp đó em. Đọc mà đừng xỉu nha, nãy giờ em được mò tao quá rồi, bây giờ em phải... Hãy thổ lộ tình yêu của hai bạn với bố mẹ, không ai với gia đình. Thôi chị hơi căng á. Coi, là cũng biết em đi lên đây kiếm người yêu rồi. Nhưng mà hơi căng. Mà không coi, thì đâu thấy. Mà chị sẽ gửi cho ba mẹ em coi. Ok. Chứ cái này khó quá, anh nhường cho anh quá. Nhường cho anh, trời ơi. Anh có thể giúp em được không? Ok. Anh giúp em thì em phải qua đứng với ảnh, hai đứa đứng nắm tay nhau. Ok. Rồi quá. Nếu ba mẹ có thương chương, có coi chương trình này, thì đây là một cái tình yêu. Nếu nó thật sự, thì ba mẹ chấp nhận con. Cũng giống như những người con trai có vợ khác mà bị vô sinh thôi. Cái đó là cái thật của con muốn nói, cũng giống những tình yêu khác thôi. Ai cũng có một cái khoảng trời riêng hết. Như con đã chấp nhận cái khoảng trời riêng này rồi, con tự hiểu được con làm gì. Nếu ba mẹ coi thằng này sẽ hiểu cho con. Rồi cảm ơn hai bạn về chỗ đi. À, thật sự là chị rất là xúc động với cái lời nói của em. Từ đầu giờ chị chưa chấm em điểm nào hết trơn á. Nhưng mà với cái một cái ý nó rất là hay mà chị rất là bất ngờ. Đó là chị tưởng đâu em sẽ nói giống như là ba mẹ chấp nhận con hay là... Nhưng mà chị rất là bất ngờ cái với em nói là ba mẹ cứ coi như là con cũng có vợ và vô sinh. Đó là một cái ý mà chị nghĩ nó cũng rất là... Nó là hay, rất là nhân văn. Và nó thật sự làm cho chị cảm thấy xúc động. Chị nghĩ là nếu thật sự ba mẹ em có xem được chương trình này thì ba mẹ em cũng sẽ hiểu. Nếu mọi người từ trước đến giờ chưa có cái nhìn thiện cảm lắm với cộng đồng LGBT thì có thể qua cái chương trình này các bạn ấy cũng sẽ đã gửi đến các bạn một cái thông điệp mà tôi nghĩ rằng chúng ta nên trân trọng, chấp nhận họ, bởi vì họ cũng là những người sống rất có ích cho xã hội, cũng có những cái nhìn rất là đạo đức và họ cũng mong muốn có một cái tình yêu, một cái mái ấm gia đình thật sự như bao người khác. Chúng ta hiểu nếu như một người phụ nữ mà hay là một cặp vợ chồng mà bị vô sinh thì họ cũng đã bất hạnh như thế nào, có nghĩa là trong cuộc sống họ đã không được hoàn thiện, thì chúng ta hãy giang tay ra và hãy nắm lấy tay của họ và chúng ta cùng sống trong một cái môi trường, một cộng đồng rất là tốt. Toàn là những cái thông, những cái suy nghĩ, những cái quan điểm rất là tích cực dành cho nhau trong cuộc sống thì cuộc sống này sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Chị cũng cảm ơn em đã truyền cho chị được một cái thông điệp để chị có thể hiểu hơn được về con người của em cũng như là về những cái suy nghĩ của những người trong cộng đồng LGBT. Rất là cảm ơn em. Qua cái điều mà hồi nãy người bạn này đã giúp em làm cái công việc đó thì và những điều của bạn ấy thổ lộ thì em cảm nhận như thế nào? Dạ có chút gì đó rung động.
Chị rất là rung động, chị rất là cảm thấy rất là xúc động với cái điều em này. Em cũng cảm ơn anh đã dám nói lên cái điều mà mình thật sự muốn nói. Rồi, cảm ơn hai bạn. Rất là vui hôm nay được làm cái cầu nối để kết nối cho hai bạn nhé. Nhưng mà chúng ta cũng phải đi đến cái kết thúc, đó là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Cái đó cũng là quyền của hai bạn. Có thể chúng ta đồng cảm với nhau rất nhiều, nhưng mà để gọi là xem cái đối phương có phải là cái người mà mình đang mong muốn, cái người mình đang tìm kiếm hay không. Đương nhiên ít phút ở đây thì nó chỉ là một cái cơ duyên để gặp nhau thôi. Còn muốn hiểu nhau, muốn đi với nhau một chặng đường dài là phải có một cái quá trình tìm hiểu, suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm, đồng ý thì bấm mạnh, nhấn mạnh xuống. Còn không đồng ý thì lặng lẽ lấy tay ra. Bây giờ các bạn có 30 giây nhìn thẳng vào nhau, mỗi người nói với nhau một câu cuối cùng. Nếu em đóng một chiếc xe, nó lỡ chiếc xe này, em còn đóng được chiếc xe khác. Nếu em bỏ qua sự chân thành của anh, không bao giờ kiếm lại được. Ok. Muốn nói gì không? Dạ, giờ nghiện hết nói được. Đặt tay vào nút bấm. Nhắm mắt lại hai bạn. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, hãy đưa ra quyết định của mình nhé. 1 2 3. Hết thời gian. Ông có chuyến xe ông tục tặc nha ông nha. Cái chuyến xe ông á cà chớm nha. Và thôi xe cũng tới các bạn. Rất vui vì hai cái đèn hai bên đã sáng lên ha. Rồi mời hai bạn về đứng một phía. Quà này thường thường tặng cho bạn gái nhưng mà nó cũng hợp tặng cho em. À, để làm đẹp cho những người khách hàng của em. Là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Rồi đây là quà tặng cho chương trình, dành tặng những chiếc vé xem phim cho hai bạn ha. Vừa xem phim vừa hiểu nhau ha. Rồi cảm ơn hai bạn. Có tin vui gì báo cho chị Tường biết nha. Chừng nào mà tin vui dọn dẹp ở chung nhà nhớ báo nha. Ok. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ha. Các bạn trong cộng đồng LGBT, nếu mà muốn tham gia chương trình thì hãy mạnh mẽ lên ha. Chúng tôi cũng sẽ giúp cho các bạn có thể come out với gia đình một cách nhẹ nhàng hơn, giống như là cặp đôi ngày hôm nay vậy các bạn. Bây giờ thì chúng tôi xin chào tạm biệt. Chương trình Hẹn Ăn Trưa được phát sóng vào lúc 12 giờ thứ tư, 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ không để quý vị chần chờ lâu, xin một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai bạn nam của chương trình ngày hôm nay. Wow. Và bây giờ Hân Quang chào đón hai cô gái của mình, nhà gái nào, xin mời em. Ổn định chỗ ngồi chưa? Rồi. Rồi, ngồi xuống đi cưng. Mời chàng trai ghế xanh giới thiệu trước nha. Em tên là gì? Dạ, xin chào chị Cát Tường và chào Hiếu Minh Đạt. Em tên là Trần Minh Quân, năm nay em 30 tuổi. Em đang sinh sống ở tại quận 9 và nghề nghiệp của em là một graphic designer. Em làm công việc này lâu chưa? Dạ, em làm công việc này cũng được 7 năm rồi ạ. 7 năm rồi. Quê mình là ở đâu cưng? Ở đây thì em sống với ba mẹ từ nhỏ. Em ở khúc nào? Dạ, em ở Phúc An Viên ạ. Ủa, cái là nghĩa trang mà. Gần đó à? Dạ. Là nhỏ lớn ở gần Phúc An Viên luôn. Dạ, ở Phúc An Viên. Gần dữ lắm không? Dạ, đi bộ khoảng 10 phút là ra tới. À, vậy cũng xa nhưng cũng mang âm hưởng chút xíu thôi ha. Chiều chiều buồn buồn có ra đó chơi không? Dạ có, nhưng mà không chơi trò tâm linh vậy. Trời ơi, chứ em chơi gì đó, tôi nói chơi mà làm thiệt hả? À, thải diều rồi ha. Thải diều, tù xì, đánh đuôi, bắt bướm, hai hoa và nhiều trò đó. Đúng rồi, đó thì khu viên rộng rãi, gió thổi hiu hiu mát mẻ ha. Nhiều khi cũng có cây có hoa rồi ha. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là em thường hay có những câu chuyện cười giúp cho mọi người thư giãn sau giờ làm stress. Nói chung là em cũng hơi bà tám, nhưng mà cái điểm yếu của em á là gọi là bà tám vậy chứ em cũng người sống hướng nội, hay rụt rè trước nhiều người và trước đám đông, kiểu như là đứng trước đám đông thì em cũng hơi sợ. Chỗ nào mà quen em mới bà tám. Dạ, và em mới bật chế độ lên. Bật chế độ lên. Dạ. Lúc rảnh rỗi thì em sẽ làm gì? Dạ, em thường có sở thích là vẽ. Em vẽ truyện tranh. Vẽ truyện tranh. Em có cái đam mê đó từ nào vậy? Dạ, em từ lúc nhỏ là em vẽ bậy trên tường á, người hàng xóm đi ngang kêu đứa nào vẽ bùa. À, dạ. Vậy thí dụ giờ em nhìn chung chân dung của anh Đạt vậy, thí dụ như em có vẽ được cái bức hình ảnh qua cái ô cửa trái tim nó được không? Dạ, được, trông anh dễ thương quá. Ôi, hay quá trời. Hy vọng sau chương trình làm Đạt sẽ có tấm hình được bạn ấy tặng nha. Ngon lành quá trời. Rồi. Chung màu áo với lại chàng trai ở ghế màu xanh luôn nè.
cô gái mặc cái đầm màu đen. Giới thiệu về mình đi. Dạ, trước hết con xin chào chú Hứa Minh Đạt. Chú chào con. Dạ, con chào cô Cát Tường, chào chị và chào hai bạn nam. Con tên Nguyễn Thị Trúc Nghi, con sinh năm 2000, quê ở Tiền Giang. Hiện tại thì con đang sinh sống ở Bình Chánh. Con hiện tại là sinh viên năm cuối của trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Mình xưng con vậy suốt chương trình luôn hay sao? Em đi ha. Dạ. Em là Trúc Nghi, chuyên khoa gì? Em chuyên khoa điều dưỡng bên hậu sinh ạ. Điều dưỡng là sinh sản đúng không? Dạ. Còn 1 năm nữa là sẽ có bằng tốt nghiệp. 1 tháng nữa. 1 tháng nữa thôi. Dạ. Hôm nay là có thực tập chưa? Dạ, đã thực tập rồi. Được mấy ca rồi ạ? Dạ, cũng nhiều. Nhiều rồi hả? Có kinh nghiệm rồi phải không? Kinh nghiệm đầy mình, kinh nghiệm đầy mình. Kinh nghiệm đầy mình luôn. Có đỡ được bé nào mới sinh ra luôn chưa? Dạ có rồi ạ. À, có nghĩa là mình hậu sinh là mà bé vừa sinh ra là mình phụ bác sĩ để mình lấy ra rồi mình vệ sinh cho em bé rồi này kia luôn đúng không? Tắm rửa cho em bé luôn đúng không em? Dạ đúng rồi chị. À, ha. Thế mạnh, thế yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em nghĩ chắc là em biết tiếp thu và biết lắng nghe. Còn điểm yếu thì chắc là hơi nóng tính và hậu đậu một xíu. Trời ơi, mà đỡ em bé mà nóng tính còn hậu đậu nữa. Mà tắm cho em bé và hậu đậu là sao cưng? Hậu đậu thế nào? Có thể là em đi đâu đó các em quên tới quên lui á. Trời ơi. Quên tới quên lui. Nóng tính nữa. Dạ, nóng tính. Nóng tính hả? Dạ. Nóng tính thế nào? Sao cũng được nhưng mà phải đúng ý em. Còn đúng không em. Thì em nóng. Lúc em nóng lên em làm gì? Em hả? Im lặng, em không nói chuyện. Im lặng, không nói chuyện là biết là mình đang giận lắm rồi đúng không? Dạ, còn em nói là bắt đầu là em nạt người ta. Dữ à? Cái giọng thỏ thẻ vậy mà nạt người ta. Em đỡ đẻ là như là có thống kê được bao nhiêu ca chưa? Dạ thường thường đỡ thì đỡ thôi chứ em không có thống kê. Mà đó giờ có ấn tượng ca nào chưa? Em ấn tượng nhất là khi mà em đỡ sanh ca nào là ca đó đều là gái. Vậy là hồi đó giờ chưa đỡ được thằng cu nào hết? Dạ đỡ được một bé trai thôi còn lại là gái hết. Trời ơi. À, là nhớ là duy nhất ai, một ai lần bé trai gái là cứ nhờ cô bé này đỡ đẻ là ra con gái hết ha. Hay quá. Vậy đây để lần sau là chuẩn bị em me một đứa con gái là có gì giúp anh vé nha. Ồ, đang cần đứa con gái đó em. Đó là những cái thông tin rất là dễ thương của bạn gái đang ngồi ở ghế màu xanh nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với chàng trai ngồi ở ghế đỏ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt, chào hai bạn gái bên kia. Em tên thật là Phan Đình Trung. Nghệ danh làm việc của em là Cao Trường Thịnh. Tên thật ở dưới quê là Trung, hiện tại em được 32 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại quận 8. Quê em ở đâu? Dạ em ở Đồng Nai, Gia Kiệm. Đã lên đây lâu chưa? Gần 10 năm rồi. Gần 10 năm rồi. Công việc chính của em là phóng viên, cộng tác cho báo sân khấu. Ngoài công việc chính thì em còn là một YouTuber và một nhà sáng tạo trên nền tảng TikTok. Điểm mạnh của em là em thích nấu ăn, nhưng khi rảnh rỗi em viết nhạc. Có viết nhạc nữa? Dạ. Wow. Nấu ăn, viết nhạc, rồi làm TikTok, YouTuber nữa. Thời gian sắp xếp như thế nào? Dạ thì thời gian thì nó cứ xoay vần 24 tiếng của em chắc là không đủ. Còn điểm yếu của em chắc là em yếu đuối, hay khóc. Người ta thường bảo là con trai không được khóc nhưng mà em thì hay khóc. Như là coi phim ma em cũng thể khóc. Coi phim ma sao khóc? Phim tình cảm mới khóc chứ phim ma khóc ở đoạn nào? Cái nội dung con ma nó chết thảm quá mà không nói được cái lời mà muốn nói với người thân thì em cũng khóc. Tình thương em bao la rộng lớn quá ha. Mọi người hay gọi em là kẻ hát âm dương ở trên TikTok. Bạn kia bảo là nhà gần Nghĩa Trang thì em là người chuyên hát về những nhạc như âm dương. Thì em thử coi cái nhạc âm dương cho coi. Em tưởng tượng đang ngồi ở Nghĩa Trang nha. Mình đang ngồi ở Nghĩa Trang à. Rồi, wow. Làm bài hát âm em dương bình tĩnh. Đã có anh đây bảo vệ không gì đâu nha. À, gì phúc an viên hả? Dạ, rồi phúc an viên bắt đầu. Buổi chiều hiu hiu gió tắm bay vì của nàng tân nương giọt nước mắt ta rơi tiếng nàng tiếng trong kèn lặn lùng thê lương hòa tiếng khóc hòa theo tiếng mưa hòa tiếng khóc hòa theo tiếng mưa. Gần gì có nổi da gà vậy trời ơi chết rồi. Hay mà hay đó quý vị. Đó là những ca khúc mà em được mọi người biết đến. Đó rồi. Là điểm yếu em thì em nói là em yếu đuối, sống thiên về cảm xúc nhiều hơn. Những khi buồn thì em thích một mình viết nhạc, thả hồn vào những cái lời ca từ của mình. Hai bạn nên kết bạn với nhau nha. Có gì rồi chiều rảnh thì qua bên đây. Rồi ra ngoài phúc an viên đó rồi mình ngồi, chị nghĩ là sẽ có nhiều cảm xúc để viết lắm nha. Một sự kết hợp ngẫu nhiên rất là thú vị. Cô gái xinh đẹp ngồi ghế màu đỏ của tôi giới thiệu về mình đi nè. Lời nói đầu tiên thì em xin gửi lời chào tới anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường, hai bạn nam cũng như là hai bên gia đình. Chào em.
Dạ, em tên là Nguyễn Lan Hoàng Tú. Em sinh năm 1997. Thì mọi người có thể gọi em là Sam. Em đến từ thành phố Nha Trang và hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại đang ở quận 6 ở với dì. Công việc của em á, thì trước kia em là dancer. Được khoảng 8 năm thì em đang tạm dừng và thiên về quản lý vũ đoàn riêng của em. Thì bây giờ em chuyển hướng sang bắt đầu làm về TikTok. Dạ. Bây giờ là em quản lý luôn rồi. Dạ, tại vì vũ đoàn đó là của em và em gái em tự thành lập luôn. Điểm mạnh em biết em là gì? Nếu mà nói về điểm mạnh của em thì em nghĩ em là người bình tĩnh, rất là ít khi nóng giận và em hiểu lý lẽ, và nên là em có thể nói là hiểu chuyện. Bình tĩnh, xử lý mọi tình huống. Dạ. Ví dụ như là cái ca khúc của cái bạn nam ngồi ghế đỏ hát thì em có thể nhảy theo ca khúc đó được chứ? Dạ, vẫn được anh. Mình phải tùy cơ ứng biến. Đúng rồi. Lát nữa mở cửa trái tim ra là bạn ra hát là em sẽ sáng tác cái vũ đạo theo cái ca khúc đó nha. Cái này thì hơi khó. Đó là điểm mạnh. Còn điểm yếu là gì nè? Về một cái điểm yếu trong tình cảm thì em nghĩ là cái này em cố gắng khắc phục từ lâu, nhưng em rất là mau chán. Em mà thiên về sáng tạo nên nếu như một mối quan hệ mà nó không có sự đổi mới hay cái một cái sự hứng thú duy trì thì em sẽ dễ bị có cảm giác thì những mối quan hệ đúng không? Nhưng mà bản thân em có tích cực để làm cho nó luôn luôn tươi mới không? Dạ em có cố gắng. Nhưng mà tại vì có thể là lúc đầu khi mà mình theo đuổi nhau mình luôn luôn có cái sự kỳ vọng nhiều. Nếu như mà khi yêu rồi á mà có những cái vấn đề gì đó thì em sẽ mau chán, thì em sẽ cố gắng dừng nó rất là sớm. Em không có muốn kéo dài để mất thời gian hai bên. Chà, vậy cũng hơi khó nha. Thời gian rảnh rỗi làm gì nè? Em thường là vẽ tranh. Vẽ gì? Vẽ phong cảnh. Như là em vẽ henna nữa. Vẽ gì? Henna chị là cái kiểu hình tattoo bằng mực của Ấn Độ á. Vẽ ở đâu? Dạ em thường vẽ cho bạn em trên tay nè. Rồi có thể là bình thường em cũng có vẽ henna để kiếm thêm cũng. Cái đó cũng là một nghệ thuật đó. Dạ đúng rồi. Dạ, cũng đẹp lắm á chị. Trai ở ngồi ghế xanh đó, cũng thích vẽ đó. Vẽ chân dung, vẽ chuyện chuyện tranh. Dạ. Thấy cũng hợp cả hai luôn đó. Anh này ảnh hát thì em cũng có thể dạ anh hát em phụ họa. Muốn minh họa được. Dạ. Anh ghế đỏ và cũng cùng có thể ngồi vẽ tranh chung xuống với Phúc An Viên gì đó, vẽ tranh chung với bạn trai ngồi ghế xanh. Chị thấy em có bộ này hợp với cả hai luôn á. Lựa chọn kỹ nha. Đó rồi, nhiều sự lựa chọn anh. Đúng rồi, mỗi người đến với chương trình Gấp Đôi Thần Tốc là mình có hai cơ hội lựa chọn như nhau nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn một chút về tình trường. Chàng trai ghế xanh, em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, mối tình đơn phương thì chỉ có 3. Mối tình đơn phương thì chỉ có 3. Rồi sao nữa? Nhưng mà nó chỉ là nó giống như cái thoáng qua. Là em đơn phương người ta hay người ta đơn phương em? Dạ em đơn phương người ta. Còn mối tình mà thành mối quan hệ thực sự á nào, thì trong 7 năm từ 2015 đến 2022 thì em gặp 5 người. Mối nào mà ấn tượng để lại cho em nhiều cái dấu ấn sâu sắc nhất? Dạ có hai mối. Mối đầu tiên là sau khi mà em trải qua 3 mối tình mà. Có nghĩa là cái ấn tượng đầu tiên là cái mối tình thứ tư. Dạ mối tình thứ tư, cô này đến và giúp cho em. Giống như lúc đó là em đang rất là tiêu cực, em đang rất là đau khổ. Cái mối tình trước nó khiến em sụp xuống dưới đáy luôn. Cái mối tình thứ ba là xuống dưới đáy luôn. Dạ, rồi mới gặp luôn. Cái người thứ tư. Cô thứ tư này vực em dậy. Và thời gian gặp cô này cũng rất là ngắn, chỉ 3 tháng mà cô vực em dậy được. Cô khiến cho em lấy lại niềm tin, rồi khiến cho em thành con người khác luôn. Vậy sao rồi chia tay? Chia tay là bởi vì cô ấy đi qua bên Canada du học. Mà quen nhau được có 3 tháng thôi? Dạ, chỉ 3 tháng. 3 tháng thay đổi con người em xong rồi bỏ đi? Không phải bỏ đi mà là cô ấy nói là em phải đi học. Và nếu mà em quay lại được thì chúng mình tiếp tục. Nhưng mà thời gian đó quay lại xong cái gia đình bắt cổ định cư bỉnh luôn. Dạ thế là chia tay. Còn mối tình thứ 5? Mối tình thứ 5 thì nó thúc được nửa năm. Nó diễn ra là từ hồi trong lúc mà còn dịch giãn cách. Em quen cô này trên ứng dụng hẹn hò. Em tưởng đó là định mệnh của đời mình, là bạn của em đã giới thiệu cô ấy cho em. Em không có chịu bởi vì cô ấy có người yêu. Lúc mà dịch á thì cô ấy chia tay người yêu. Em vô tình em quen được. Thì em lại nghĩ, ủa sao mà trùng hợp quá. Được thời gian cái cô ấy lại với người ta. Cô ấy lại với người ta. Quay lại với người cũ. Và chuyện này nó là cái chu kỳ lặp lại 3 lần. Có nghĩa là quen em, cái xong giận em hay có chuyện gì cái quay lại người yêu cũ? Không phải giận mà kiểu người yêu cũ quay lại, quay lại thôi. Giận người yêu cũ mới lúc mà người yêu cũ mới là quan trọng. Dạ, người yêu cũ nó lơi đi thì nó qua tới em. Dạ. Người yêu cũ nó trở về thì nó quay lại. Dạ lúc chia tay người yêu cũ á thì cổ mới hướng tới em. Lúc đó là em đang trong giai đoạn bình tĩnh vậy nè, em đang trong giai đoạn mà nó mất cân bằng á, có thể sụp bất cứ lúc nào và cổ tới, cổ làm dao động. Lần thứ 3 thì em hết chịu đựng được rồi. Dạ, em cũng dễ dãi quá ha. Sao người ta đi đi về về mà em cũng cho người ta ghé vô hoài như nhà trọ cái vậy? Cái tính của em là nếu mà yêu ai thực sự á là em rất là cố chấp. Đó là em cũng có tình cảm đặc biệt với cái cô. Dạ. Đó em yêu cô đó. Dạ em rất là thương luôn. Rất là thương luôn. Dạ trên thế giới này chỉ có 2 người muốn cưới. Tính đến giờ là 2 người. Nhưng mà giờ cái mối tình thứ 5 là chấm dứt hẳn chưa? Dạ hẳn hết luôn rồi, không còn liên lạc nữa. Mà cái bạn đó có hiện đang quen với người yêu cũ không hay là cũng không biết? Dạ mới hồi 2 tuần trước ký đăng ký kết hôn rồi chị. Là cũng có người đó luôn? Dạ, có nhiều sự thất vọng. Em muốn tìm một người vợ trong tương lai là cái người như thế nào? Dạ em cũng rất là đơn giản, trung bình cao từ 1m6 cũng được, 1m6 trở lên và nặng dưới 60 là được. Em cao mét mấy?
Dạ, em cao 1m78. 1m78. Nhưng mà đó chỉ cái gu chỉ là mình nói ra thôi, còn thực tế nó khác lắm. Dạ, thế thì em đã thương thì em thương hết mình. Em đã thương thì em thương hết mình. Có yêu cầu về ngoại hình, mặt mày đồ dạ, sao không? Dạ, yêu cầu ngoại hình mày không ạ. Thích người hiện đại hay là người cổ điển? Em là người dễ chiều và theo xu hướng người mình yêu. Phải là hợp nhau. Hợp là hợp sao mới được chứ? Kiểu như nói chuyện hợp và có cái suy nghĩ trong cuộc sống và tình cảm nó giống nhau á. Dạ, giống như là sở thích rồi cá tính rồi ăn uống, đi chơi kiểu đổi hợp có nhau. Có người thích vẽ tranh bển nè, thấy không? Cô gái của tôi, cho anh hỏi tình trường em như thế nào? Em có hai mối tình. Cả hai mối tình đều đã kết thúc rồi. Nhưng mà với một lý do là mình không hợp nhau. Mình không hợp nhau. Nếu không em xin anh được ghi nhớ thương. Dạ. Em có phát hiện là tại sao có vấn đề gì mình không hợp không? Hay là tại mình hiền quá? Dạ, chắc là tại không hợp thiệt. Chứ nếu như hợp là cũng đã quen rồi. Thì giờ em có hỏi bạn là tại sao không hợp? Cái tính của em thì cứ người ta nói là chia tay em sẽ hỏi lý do, nhưng mà người ta nói không hợp thì em sẽ chấp nhận và không hỏi tiếp nữa. Tại vì trong cái lý do không hợp đó thì sẽ có những cái lý do khác và em không muốn nghe nữa, em sẽ đồng ý. Nay tới chương trình em muốn một cái mẫu bạn trai như thế nào? Mẫu người bạn trai yêu thích của em á là sao cũng được, nhưng mà trời. Nói chung là sao cũng được, sao cũng được. Sao cũng được là như thế nào? Ngoại hình. Ngoại hình thì cao hơn em một xíu thôi, tại em cao có 1m53 thôi. Biết lo làm ăn, tính tình thì hiền một xíu, đừng dữ hơn em là được. Đừng dữ hơn em là được. Cái mà em ghét nhất ở bạn trai mình là cái điểm gì? Mình nói mà nó không hiểu á. Mình nói mà nó không hiểu á. Mệt lắm. Mình la nó liền, mình nạt nó liền chứ. Cái nó sợ nó không hợp nữa. Dạ đúng rồi. Vậy lâu lâu là em thì nói giọng miền Tây, mà đôi khi em nói cái có mấy người không hiểu á. Em bực lắm. Khi em nạt người ta. Dạ. Trời ơi, dạ luôn. Bây giờ tới chàng trai ghế đỏ nha. Trải qua mấy mối tình rồi? Chắc có lẽ là một mối tình từ thời cấp 3, năm lớp 10. Quen nhau khoảng gần 3 năm thì đường anh ấy đi. Đến hiện tại, đến giờ phút này thì hai người vẫn chưa có một lời chính thức nói lời chia tay. Chỉ là hai người im lặng rồi tự tan. Cái mà khiến cho hai đứa tan vỡ chắc có lẽ là tôn giáo. Em là đạo Thiên Chúa. Đến khi mà bảo là để tiến xa hơn một bước nữa là muốn bạn gái là theo đạo để có thể làm một thánh lễ ở trong giáo đường. Gia đình bạn gái không chấp nhận. Cho đến hiện tại thì trải qua lâu rồi nhưng mà em vẫn chưa quên được cái mối tình cũ. Bao nhiêu năm rồi? Hơn 5 năm rồi ạ. Đến lúc mà chia tay thì chưa được một năm sau thì bạn ấy cũng kết hôn. Nhưng mà em bất ngờ một cái một là bạn ấy kết hôn với người Công giáo và cũng làm vô thánh đường. Sau khoảng thời gian đó thì em buồn, em bỏ nhà đi bụi. Em cầm tiền, em không biết là mình sẽ đi đâu. Tại vì hồi đó em chưa lên Sài Gòn. Em ra ngoài đường quốc lộ thì vừa mới ra thì có một chiếc xe ngoắc em lên, mà em leo lên xe thì nó chở em đến Đà Lạt. Đến Đà Lạt khoảng nửa đêm thì em lang thang ngoài Đà Lạt đó, tại vì hồi đấy em chưa có tiền. Thì được một cô chú ở bên chợ đêm á cho ngủ cái ghế, ngủ qua đêm. Thì sáng hôm sau thì em đi kiếm việc. Thì em có xin được vào một cái quán karaoke, em nhớ là tên là Tuệ Nghi, ở nằm trên đường gần Ra Thác. Em làm được đâu 15 ngày á, cảm như là thay đổi thời tiết mình không trụ nổi. Tiền bạc thì không có, điện thoại thì không, thì em mới khóc. Thì em mới nhớ nhà thì em mới gọi điện về dưới nhà, bảo là ba ơi lên đón con. Thì em nhớ nhất là ba em chạy xe Honda lên đón em. Mà khi về nhà thì em thấy mẹ đang ngủ. Thì em cảm giác là vì cái chuyện tình cảm của mình mà ảnh hưởng đến người lớn rất là nhiều. Sau đó thì em về nhà thì em đi làm. Trong xóm em thì mấy bạn bằng tuổi em thì làm công ty hết. Em cũng nộp hồ sơ để làm công ty. Em làm mai khoảng được hơn một năm thì em mới quyết định là mình không thể sống như vậy được. Em mới quyết định là xin bố mẹ là cho con lên Sài Gòn lập nghiệp. Thì em mới quyết định lên Sài Gòn lập nghiệp thì trải qua nhiều công việc thì may mắn là em gặp được anh nghệ sĩ Lê Tín. Em làm quản lý cho anh thì em mới tiếp xúc được với giới nghệ sĩ, rồi em mới làm truyền thông và sau này em tắt ra, bắt đầu em mới có được ngày hôm nay. Rồi, em muốn tìm một người như thế nào? Cái hình mẫu lý tưởng em thích Ngọc Trinh. Em thích Ngọc Trinh. Em thích Ngọc Trinh tại vì bên ngoài á, thì cô ấy là một người đúng chuẩn con gái miền Tây, nhưng mà cắt sóng thì là rất hiện đại. Em thích một người mà ngoại hình thì là chuẩn con gái Việt, nhưng mà cắt sóng thì là hiện đại. Em muốn bạn gái của mình là sống cho bản thân mình nhiều hơn. Có thể là chơi hết cái thanh xuân của mình đi, để rồi đến bên em, chẳng như là sau này nếu mà có cãi nhau thì đừng có chắc em là tôi ở bên ăn hết cả tuổi thanh xuân. Thì em muốn là cho bạn gái là chơi hết thanh xuân đi, rồi có thể tiến tới với nhau.
Tư duy hai bạn này cũng lạ ha. Sẵn sàng chấp nhận dù mình cũng chưa có gì gọi là kinh nghiệm nhiều. Chuyện tình yêu mình sao nè? Chuyện tình cảm của em á thì cũng khá là nhạt. Tại vì từ trước tới giờ đa phần á toàn là em đơn phương thôi. Có một cái lần đơn phương sâu đậm nhất của em là lúc đó em học cấp 3. Thì có cái bạn đó thì lúc đầu em rất là ghét cái bạn đó, nhưng không biết tại sao càng tiếp xúc lại càng quý cái bạn đó hơn. Thì em có đơn phương bạn đó trong vòng 4 năm. Trời ơi dữ vậy đó hả? Dạ, mặc dù là em đã tỏ tình rồi, bị từ chối rồi, nhưng mà em vẫn thương cái bạn đó. Tại vì đối với em, khi mà em thương một người nào đó là vì cái con người của họ, nên là dù họ không thích mình, chẳng qua là mình với họ không hợp thôi, chứ không phải là vì họ làm gì xấu với mình hết. Thì trong cái khoảng thời gian đó là em không có gặp được đối tượng nào làm cho em có cảm xúc, nên đó là lý do mà em đơn phương bạn đó 4 năm trời. Sau đó thì em 20 tuổi đến 23 tuổi thì em lúc đó em không muốn có người yêu. Tại vì em nghĩ là ở cái thời gian đó mình quen ai chắc chắn cũng sẽ rất là ham chơi, thì em lại muốn dành khoảng thời gian đó cho bạn bè nhiều hơn, để em muốn là em chơi cho thỏa thích, rồi sau đó em sẽ tìm một người nào đó em yêu một cách nghiêm túc. Giống gu bạn đỏ này nè, chơi cho đã hết thanh xuân đi. Dạ đúng rồi. Sau 23 tuổi thì em mới bắt đầu là em nghĩ là bây giờ cũng thích hợp để mình tìm hiểu có một vài mối tình gì đó rồi. Nhưng mà em thì không có cơ duyên để gặp gỡ nhiều người, nên là cũng không có gặp được ai ưng ý để mà tìm hiểu. Thật ra thì em cũng có dùng app hẹn hò, cũng có đi gặp mặt này kia, nhưng mà hầu như chỉ là bạn thôi, gặp lần đầu tiên. Nói chung là em sống thiên về cảm xúc nhiều á, nên là kiểu không có cảm xúc thì em cũng không có muốn gieo hy vọng cho người ta nhiều quá. Là chưa có một mối tình nào chính thức hết? Dạ chưa. Mà cái mẫu người của em có bị cao quá không? Dạ không, em nghĩ thì tiêu chuẩn đề ra thì đương nhiên sẽ cao, nhưng mà khi mình gặp mình có cảm xúc thì em có cảm xúc với rất là nhiều người cũng khá là bình thường thôi, chứ không có gì hết. Em chỉ mong muốn là bạn trai của em là về ngoại hình thì đương nhiên dễ thương thì ai cũng sẽ thích thôi, cái đó là em chia sẻ thật. Em thì em thích một người là cũng hơi vui tính một xíu thì hợp với em. Với lại em nghĩ là không quá ghen tuông mù quáng, cái đó là em ghét nhất, tại vì em cảm thấy cái đó nó sẽ dẫn tới nhiều vấn đề phát sinh khác. Không quá ham chơi rượu chè này kia nọ, hơi sống lành mạnh một xíu, yêu động vật thì đối với em như vậy thôi là đủ. Hỏi ý kiến người thân đi nào. Bên nhà trai trước đi. Em chào chị Cát Tường. Em chào anh Hứa Minh Đạt. Em là người thân của bạn Phan Thành Trung. Là rồi, ngồi ghế đỏ, đỏ ha. Dạ. Chàng trai ngồi ghế đỏ. Dạ, mình là cái gì của em là dạng gọi là bạn, dạng bạn đồng nghiệp á. À, bạn dạ. Đồng nghiệp. Nãy giờ thấy được hai bên rồi, bạn thấy là ai sẽ thích hợp với Trung hơn? Nếu mà nói giữa hai người á, dĩ nhiên là em cũng sẽ để ý cái bạn trong nghệ thuật hơn thôi. À, dạ, nhưng mà em đang lo sợ cho Trung là tại vì cái tính của Trung á nó hơi bị lớn hơn tuổi, thích sự bình yên, thích sự bình dị, điềm đạm. Gặp ngoài cười vui vẻ nói dữ lắm, nhưng mà khi mà về đến nhà như một ông lão vậy đó, bắt đầu ngồi ngắm cảnh, ngắm hoa, ngắm này ngắm nọ, nó bình yên lắm. Thì tại bạn nữ đã chia sẻ là bạn nữ thích cái sự đổi mới liên tục á, thì em sợ là hơi không hợp cái điều đó. À, mà tương đối là mình đang nghiêng về cái phía là cái cặp ghế đỏ với ghế đỏ ha. Rồi, cảm ơn nhà trai nha. Bây giờ tới nhà gái. Dạ, em là em tên Chí, em là anh họ của bé Sam. Chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt. Rồi em thấy sao? Hai chàng trai này em nhận xét như thế nào? Tin đối với quyết định của bé Sam. Tại vì Sam là người chính trực, luôn luôn chọn điều đúng đắn đến cho mình. Em tin Sam. Cuối cùng là ý kiến nha. Sam chọn hai người này, chọn người nào? Dạ em tin Sam sẽ chọn đúng. Từ anh ghế đỏ. Ấn tượng anh cái đỏ. Dạ, tại đó. Vì cùng ngành với nhau. Ok, hy vọng là cái sự tư vấn của em nó sẽ đúng ha. Đây. Rồi mời em gái. Hai người bạn và một người mẹ. Ờ, có ai làm hộ sinh luôn không? Em hả? Em luôn. Em chào chị Cát Tường. Dạ em là bạn của bạn Trúc Nghi. Nãy giờ thì sau khi là các anh ở đây có nói chuyện á, thì em thấy các anh là những người rất là có cá tính và khá là đẹp trai. Nhưng mà nếu mà phải chọn một á, thì em nghĩ là bạn Nghi sẽ hợp với anh ghế xanh hơn ạ. Không, mấy mẹ nói đi mẹ. Mẹ đúng không? Đó đúng mẹ rồi. Mẹ là trời ơi, mẹ phải có ý kiến chứ. Thôi kính thưa anh chị Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường ha, tôi đến đây chương trình này tôi cũng chọn bên áo đen là cháu này hay ghế xanh luôn ạ. À, chọn ghế xanh luôn ạ. Hai đứa dốc dáng thấy cũng được á, có cơ hội thì hai đứa bấm nút. Rồi cảm ơn chị nha. Bây giờ chần chờ gì nữa, mở cửa trái tim. Em mình không ăn quà tặng. Đó, lia lịa nữa. Lia lịa nữa. Lia lịa nữa. Đạo này lia lịa không à? Dạ, em cảm ơn ạ. Wow, vừa mở ra là lia lịa liền. Quá nhanh. Em có một ngày nữa. Dạ. Đó. Cái này là đấy. Cho em. Cái này là đấy. Cho em. Trời ơi, em. Ủa, gì? Ủa, em bên đây ạ. Sao tôi sợ hoài vậy? Dạ không, tại anh đứng chính giữa em khó xử quá, không biết sao. Thế anh là người vận chuyển, anh là người vận chuyển, được chưa?
Rồi, đó, đây, cho em nữa. Rồi, chị cảm ơn. Đấy, để anh cầm qua cho đúng luôn chứ. Nè, nè, của em nè. Dạ, em cảm ơn ạ. Phải làm đúng thủ tục đàng hoàng. Cảm ơn, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn những món quà các bạn dành tặng cho nhau. Bây giờ một món quà tinh thần đi nè. Vì là hồi nãy mình đã hứa hẹn với nhau. Dancer phải không? Dạ. Đúng như vậy. Mời em. Đám ma nàng tiền vàng đưa tang, đường thiên lý hôm nay đa đoàn. Khung chiêu hồn thịnh nàng qua sông, mồ côn mới còn chưa đắm sông. Nếu như hồng trần là xa xăm, đừng mong sẽ âm dương tương phùng. Nhưng chung diêu ngày nàng bước đi, ta khắc nên ba chung rượu cay. Wow, hay á. Sao vậy, thấy ở dưới đó có làm này được không? Thấy cặp này kết hợp lên có tăng view không? Sự kết hợp hay với bộ. Kết hợp tăng view không? Ngon ha, ngon ha. Ngon. Rồi, thôi cái đó là mình thử tài thôi. Bây giờ mình biểu diễn đúng chuyên môn mình, cái cho nó nóng sân khấu lên cơ. Dạ rồi. Music của bạn ấy đâu? Dứt khoát, mạnh mẽ. Nên nhảy nhiều vô nha. Bỏ nghề lâu rồi phải không? Dạ đúng rồi đó, bỏ nhảy, bỏ nhảy có một hơi xíu mệt. À là hơi mệt hơi rồi đổ đó. Hơi. Vậy em từ ngày vô Sài Gòn em hơi stress, em tăng nhị một xíu nên hơi nặng. Đó, cho nên là phải kết hợp với nhau rồi dạ. Nhảy nhiều chút xíu nha. Ban ngày thì nhảy cái này, ban đêm thì múa liêu trai chứ gì. Dạ cũng được. Bà công an chuyện làm cho em vậy là ngon rồi đó. Rồi, cảm nhận của hai chàng trai như thế nào với những cái tiết mục vừa rồi em? Dạ, ấn tượng. Thấy ấn tượng đoạn nào hơn? Lúc mà bạn ấy nhảy hiện đại à. Hiện đại hả? Dạ. Chứ không ấn tượng đoạn liêu trai hả? Dạ, liêu trai thì chắc thấy nhiều ha. Ở ngay đó mình thấy nhiều. Em nhìn rất kỹ cái nhịp chân của bạn ấy là rất là đẹp. À. Dạ. Bên kia thì em nghĩ là bạn cũng rụt rè nhiều á. Dạ. Ừ. Nếu mà được thì nếu có cơ hội nói chuyện sẽ tốt hơn. Rụt rè quá cô gái nữ hồ sinh ơi. À, tự tin lên. Còn em cảm nhận như thế nào về hai bạn nữ? Em cảm nhận thì bạn ghế đỏ thì lúc mà nhảy giật giật thì nhảy giật giật, trời ơi trời, làm nghệ thuật và dũng từ nhảy giật giật. Nhảy giật giật gì, tại vì em là một người điềm tĩnh, thích sự bình dị. Thấy bạn nó kiểu như là hai một cái âm cái dương nó đối nghịch nhau, nhưng mà em hy vọng là nó sẽ là một cái điểm mạnh để hai đứa có thể hợp tác, dạng như là sẽ để trong công việc. Còn bạn nữ Sam thì em thấy bạn hơi nhút nhát ít nói, là một người điềm đạm. Là một người điềm đạm, đó là những cái đầu tiên. Chắc là mỗi người hiện tại giờ phút này cũng có một số những cái cảm xúc ở trong lòng mình, nó cũng hơi ngổn ngang, hơi rộn ràng chút. Bây giờ các bạn có điều gì thắc mắc, các bạn có thể hỏi đối phương. Hai bạn có cái giống như là một cái tiêu chí trong tình yêu của hai người. Dạ. Nếu mà lập nên mối quan hệ, tiêu chí nào hàng đầu để mà lập lên được một cái mối quan hệ đó chứ hả? Tiêu chí của em là tôn trọng nhau. Nếu đã tôn trọng nhau thì phải tôn trọng cả quyết định của nhau. À. Mình có thể tìm hiểu và tôn trọng cái sự không gian riêng của nhau. Thì đối với em thì em là một người yêu thích sự tự do. Em nghĩ là em thích cái gì thì em sẽ cho anh cái đó. Ví dụ như khi yêu nhau em thích sự tự do, em sẽ luôn luôn cho anh một khoảng thời gian riêng của anh. Em tôn trọng cái sự tự do đó của anh thì em hy vọng là anh cũng sẽ tôn trọng cái sự tự do của em. Với lại em nghĩ là khi mà quen nhau và chúng ta không còn tình cảm nữa thì nên nói với nhau rõ ràng, không nên lừa dối, thì nó sẽ là một cách văn minh nhất. Đó là rất cái tiêu chí. Anh, cô gái màu xanh. Tiêu chí về tình yêu của em á thì dành cho nhau sự tin tưởng. Nếu như mình tin tưởng nhau được á thì dù có xa cách mấy hay là như thế nào thì mình cũng sẽ vượt qua hết tất cả. Cảm ơn hai người, hai bạn rất nhiều ạ. Em sẵn tiếng em hỏi luôn đi, em muốn hỏi gì hai anh này không? Dạ, đầu tiên thì cho em xin phép khen hai bạn là rất là đẹp. Khi mà hai bạn quen một cô gái thì hai bạn sẽ nghĩ sẽ lo cho người đó như thế nào? Với công việc của em thì em không phải khoe, không phải gì, nhưng mà hiện tại em hãy tự tin rằng có thể xây dựng một gia đình ấm no, vừa đủ. Và em sẽ cố gắng nhiều hơn cho bạn nữ để cho bạn nữ được cái hạnh phúc. Phụ nữ sinh ra vốn đã thiệt thòi hơn người nam nhiều rồi, em quan niệm như vậy. Còn đối với em thì trước mắt em muốn một người phụ nữ phải độc lập về tài chính, thể tự no được cho bản thân mình. Em cũng thể no được, nhưng mà em mong muốn là người phụ nữ cũng thể no được cho bản thân mình. Nếu mà dạng như là có một chuyện gì đó thì người phụ nữ cũng phải mạnh mẽ và tự giải quyết được mọi vấn đề. Còn nếu mà bảo no thì hai người ở với nhau thì chắc chắn là hai vợ chồng phải no cho nhau rồi. Muốn hỏi hai bạn nam là hai anh muốn tìm mối quan hệ lâu dài để tiến tới hôn nhân, hay là mình chưa tính tới chuyện hôn nhân, tạm thời chỉ yêu nhau trước? Đối với anh thì
anh muốn là một mối quan hệ lâu dài. Và cái điều tiêu chí anh là muốn bình yên. Như là sau này vài năm nữa, nếu mà có tiến tới hôn nhân thì anh muốn là cuộc sống bình yên. Hai vợ chồng có thể dắt tay nhau về quê một mảnh đất nào đó cũng được. Rồi trồng rau nuôi cá nuôi gà để tự sống với nhau. Em rất là sợ cô nói là giàu đổi bạn sang đổi vợ. Vì vậy em không muốn là mình phải quá là dấn thân vào công việc kiếm tiền. Nhưng mà em nghĩ cái cốt lõi đó đâu phải là do cái sự giàu có đâu, do bản tính người đàn ông nó thay đổi mà. Cũng một phần là do tiền tài tác động khổ với nhau thì hai người có thể đồng hành cùng nhau. Nhưng mà một khi mà đã có tiền tài mọi thứ thì thường là đàn ông sẽ... Đánh rỗi xin ông nội. Dạ, vậy rồi. Bây giờ ví dụ như là anh đi, biết là mong muốn của anh là như vậy, nhưng nếu như cuộc đời xô đẩy và cuốn anh vào cái vòng xoáy là tự nhiên anh phất lên, anh không thể nào dừng sự nghiệp anh ở đó, anh buộc phải cuốn theo, thì anh nghĩ là anh sẽ như vậy hay không? Nếu mà bảo là phát triển sự nghiệp thì anh đã phát triển từ 5 năm về trước. Nhiều khi anh chỉ muốn là chỉ là đứng đằng sau cắn gà, hỗ trợ nghệ sĩ làm hình ảnh nghệ sĩ, chứ anh không muốn xuất hiện ở trên trên mạng hay là một phương tiện gì cả. Dạ em hiểu. Rồi, mời em. Về mối quan hệ đầu tiên thì nó là tìm hiểu trước, rồi sau đó tiến tới lâu dài hơn là hôn nhân. Có nghĩa là nghiêm túc chứ không phải là quen chơi nữa. Nhưng bao lâu nữa thì em sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn được? Lý tưởng nhất thì khoảng từ 1.5 đến 2 năm. Nó vừa đủ đậm, vừa đủ sâu, không quá dài để khiến tao chán. Chưa, chúng ta cũng hiểu được phần nhau, phần nào rồi ha. Đến với chương trình là chúng ta mới hiểu vậy thôi. 30 phút trên đây không thể nào mà hiểu được hết đâu. Đi tìm hiểu cả đời còn chưa hiểu hết được mà. Bây giờ cho các bạn một cơ hội nữa, mỗi cặp đôi sẽ có 30 giây để nắm tay nhau để đo cảm xúc. Mỗi chàng trai sẽ qua và xin phép nắm tay lần lượt hai cô gái. Muốn nói gì thì nói, còn không nói thì nắm tay nhau cảm nhận cũng được. Rồi về chỗ chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò và chúng ta sẽ chọn ai. Rồi, mời em trai, 30 giây cho mỗi người. Ok, thẻ cho anh xin nắm tay em. Em nghĩ là nếu mà một người không có ô mà đi dưới trời mưa thì em có sẵn sàng đi dưới trời mưa với một người như một người con trai như vậy không? Em nghĩ em sẵn sàng nếu như đó là người mẹ em yêu thương. Nếu như đó là người mẹ em yêu thương. Anh cảm ơn em. Xin phép em. Phải cho anh xin lắm. Cũng là một câu hỏi, em có chịu đi dưới trời mưa với một người con trai không có ô không? Đủ yêu thương thì mình cũng sẽ đi chung với nhau với cuối cuộc đời. Cảm ơn. Em cũng có một cuộc sống năng động và thoải mái hơn khi đến nha. Anh đang hỏi em hả? Đúng rồi. Em sẽ suy nghĩ về cái câu hỏi này. Cảm ơn. Em có muốn một cái gì đó yên bình cho cuộc sống sau tất cả những sóng gió không? Hiện tại á thì em đang gánh áp lực gia đình vì em còn phải có em của em. Khi mà em lo xong hết cho em của em á thì em cũng muốn có cuộc sống bình yên, hai người đi về vùng biển hoặc là đi về đâu đó trồng rau nuôi chó. Trồng rau nuôi chó. Cảm ơn em rất nhiều. Cười dễ thương muốn chết à. Chúng ta đã đợi đầy đủ những cung bậc cảm xúc rồi nha. Và bây giờ là những phút giây dành riêng cho các bạn suy nghĩ thật kỹ về những gì chúng ta đã chia sẻ ngay tại chương trình này. Mời các bạn đặt tay vào hai cái nút bấm bên cạnh ghế của mình. Mỗi chiếc ghế đều có hai nút bấm là hai màu xanh đỏ tương ứng với vị trí của hai cô gái cũng như hai chàng trai ngồi. Mình thích người ngồi ở ghế màu nào thì mình bấm nút màu đó. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 Tại vì em là một người điềm tĩnh, thích sự bình dị. Thấy bạn là kiểu như là hai một cái âm, cái dương nó đối nghịch nhau. Nhưng mà em hy vọng là nó sẽ là một cái điểm mạnh để hai đứa có thể hợp tác, dạng như là sẽ để trong công việc. 3 Em có muốn một cái gì đó yên bình cho cuộc sống sau tất cả những sóng gió không? Hiện tại á, thì em đang gánh áp lực gia đình vì em còn phải có em của em. Khi mà em lo xong hết cho em của em á thì em cũng muốn có cuộc sống bình yên, hai người đi về vùng biển hoặc là đi về đâu đó. 2 1 Bấm à. Bấm đi à. Ừ,
hết thời gian. Chúng ta thấy chỉ duy nhất một cái đèn màu đỏ ở anh ghế màu xanh. Ba chiếc ghế còn lại không có đèn. À, Trung đúng không? Sao hôm nay Trung chưa có chạm được cảm xúc của mình hay sao mà Trung chưa bấm ai cả? Do em cảm thấy năng lượng của bạn quá lớn, quá khác biệt với em. Bạn là một người năng lượng tích cực, mà em là một người trầm tính. Em gái, chị thấy hai chàng trai cũng có những cái ý định với em, ngỏ lời với em. Tại sao em cũng chưa chọn được một anh nào? Dạ, thực ra thì em cũng có cảm tình với anh ghế xanh, nhưng mà cái cảm tình này để mà em nhấn nút thì cũng chưa có tới mức đó. Thứ nhất, em cũng không có muốn tự lừa dối bản thân mình, cũng không như là muốn lừa dối anh. Nên là nếu như mình có duyên thì sau chương trình mình vẫn có thể liên lạc. Nên là em không muốn lừa dối cái cảm xúc mình ngay tại thời điểm này. Ngay tại thời điểm này là vẫn chưa đủ. Vẫn chưa đủ. Còn em gái ghế xanh? Em cảm thấy là hai anh rất là tốt. Nếu như quen em á, thì em sống rất là độc lập, cho nên á, là em sợ cái sự độc lập và cái sự bận rộn của em sẽ làm phí thanh xuân của hai anh. Làm sao? Là cuối cùng là cô không có bấm chọn ai mà cô lo cho người ta. Dạ thì là do em lo cho người ta nên em mới không bấm chọn. Trời đất ơi, thôi bỏ cái lo đó đi ngang. Khen người ta đẹp trai thì bấm đi, còn không bấm sợ không người ta. Không bấm sợ người ta bị mất cái thanh xuân. Em quá dễ thương, quen với em mắc mớ gì mất thanh xuân. Nhưng mà cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Suy nghĩ hết tất cả những điều từ trước giờ mà hai bạn đã nói á, thì em thấy là bạn ghế đỏ có một cái gì đó nó khiến em trong lúc nhắm mắt lại em nghĩ tới bạn đó nhiều hơn. Ừ, khi mình thích thì mình cứ thích thôi. Dạ đúng. Còn rồi, chuyện người ta chưa thích mình là cái duyên nó chưa tới. Nhưng dạ, biết đâu cơ hội nó còn rất là nhiều ở phía trước, chúng ta không nói trước được. Dù sao thì cũng cảm ơn tất cả bốn bạn đã đến đây và tham gia với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Bây giờ thì các Tường xin thay mặt chương trình xin gửi tặng cho mỗi bạn một phần sản phẩm cốt bún riêu của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon và tròn vị hơn trong quá trình chế biến. Và đặc biệt là sản phẩm này không có chứa MSG và không có dùng chất bảo quản. Xin gửi tặng cho các bạn đây, nha. Cảm ơn ạ. Rồi, đây. Gửi tặng cho em. Cảm ơn. Và những cặp đôi không thành công, các bạn đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn một phần quà, đó là gói Ruby của ứng dụng Speakable, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện, sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này các bạn cũng được tư vấn bởi ông Mai và mối rất là duyên dáng nha. Và chúng ta hãy đăng ký tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy cập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speakable đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speakable đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speakable đang có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Và bây giờ thì Cát Tường và Hữu Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.